Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng, Chuyện Cân Vất. Trường 1331, tóc của ngươi đặc biệt đáng giá. Ta hiểu được, vậy công bằng giao dịch đi, tai nạn cự quy nói. Ta không phải sợ, ta cũng không phải là bị sắc đẹp mê hoặc, ta chỉ là làm ra chính xác nhất, dùng sức ít nhất quyết định. Tốt, ra chiều đi, bạch tiền bối phân thân vung vẩy lấy to lớn công đức chi thụ, trầm giọng nói. Tai nạn cự quy, ta mới vừa nói không phải đánh, là công bằng giao dịch a. À? Cho nghe người ta lời nói a. À? Không, là cho ta nghe Quy lời nói a. À? Bạch Tiền Bối, vừa rồi Cự Quy là nói công bằng giao dịch tới. Tống thư hàng nhắc nhở. A, à, a, à, ta vừa rồi vẫn cho là hắn muốn đánh, vô thức liền không để ý đến hắn vừa nói lời. Bạch Tiền Bối thu hồi công đức chi thụ. Tai nạn Cự Quy, thì ra người căn bản không có nghe ta tại nói cái gì. Được rồi, công bằng giao dịch liền công bằng giao dịch đi. Mọi người cũng không phải tiểu hài tử rồi, đánh đánh giết giết tổn thương hòa khí. Như vậy, cử quy tiên sinh, người chuẩn bị dùng cái gì để đổi thư hàng tóc cùng lông mày? Bạch tiền bối lên tiếng nói. Tai nạn cử quy, lấy vật đổi vật lời nói, ta có một vật rất thích hợp. Ta trên lưng sẽ sinh ra một ít lục sắc lông, tuy rằng không phải đầu tóc, nhưng dùng để cùng ngươi đổi đầu tóc lời nói hẳn là rất thích hợp. Chúng ta không muốn lông xanh bạch tiền bối khua tay nói công bằng giao dịch có chút thành ý tai nạn cử quy vậy ngươi muốn cái gì đem thân thể ngươi đặc thù cấu tạo bày ra cho ta nhìn một cái dạng này tương đối có thành ý bạch tiền bối nói tai nạn cử quy cho dù là ta đem thân thể cắt ra bày ra cấu tạo cũng sẽ chết tống thư hàng cái này đầu tai nạn cử quy có hay không có quá tốt nói chuyện một chút bên trên một cái mặc dù sẽ giả ngu nhưng thế nhưng là cái bạo tính khí, đi lên trực tiếp một cái cắn rơi bạch tiền bối tiên thuyền. Cái này đầu lại vẫn sẽ cùng bạch tiền bối cỏ kè mặc cả. Được rồi, lui mà cầu tiếp theo, đến mai rùa, ta nhớ được tam thập tam thú tổ hợp pháp khí trong có mai rùa tuyển hạng. Bạch tiền bối nói, tống thư hàng nhấc tay nói, bạch tiền bối, mai rùa đã có. Bắt được còn rất nhanh đến đi, đổi loại, trong tay người có bát phẩm trở lên tài liệu luyện khí sao. Phải là cái này tam thập tam thú bên trong một loại. Ừ, trừ đã bắt được 9 loại. Bạch tiền bối rứt lời, liệt kê còn lại 24 tài liệu luyện khí. Trong tay của ta một cặp sừng ngưu hẳn là bát phẩm trở lên. tai nạn cử quy suy tư một lát sau, trả lời. Audio điện tử võ tấn bền. Sau khi nói xong, cử quy tự đợi đến bạch tiền bối trả lời. Bạch tiền bối không nói gì, chỉ là nhìn chầm chầm vào cử quy sau một lúc lâu, không còn, bạch tiền bối một mặt không dám tin nhìn qua tai nạn cự quy. Tai nạn cự quy nhẹ gật đầu, người tài liệu danh sách bên trên, ta có chỉ có sừng hưu. Thua thiệt các người còn nắm giữ lấy, vượt qua thời không dạo bước, thiên phú, có được cái thiên phú này tùy tiện dạo chơi, có thể tìm được rất nhiều tài liệu đi. Trong tay người vậy mà chỉ có một loại, bạch tiền bối trả lời. Tai nạn cự quy, tùy tiện dạo chơi có thể tìm được rất nhiều tài liệu ta từ nhỏ nắm giữ, vượt qua thời không dạo bước cho tới bây giờ chưa từng nghe qua loại này thao tác. Vượt qua thời không dạo bước, cũng không phải một đầu đâm vào trong bảo khố. Vũ trụ lớn như vậy, chúng ta đang tiến hành vượt qua thời không dạo bước thời gian, đánh lên bảo vật tỷ lệ cũng rất nhỏ. Tai nạn cự quy giải thích nói. Bạch tiền bối không nói lời nào, hắn thu hồi công đức chi thụ, tiếp đó thân hình của hắn biến trong suốt. Sau một khắc, thân hình của hắn xuất hiện ở đếm ngoài ngàn mét đồng thời trong tay của hắn nhiều hơn một khối vẫn thạch khổng lồ bạch tiền bối đưa tay bổ ra khối vẫn thạch này thiên thạch bị cắt mở về sau lộ ra bên trong một đỏ một màu xanh hai loại khoáng thạch thái thanh tinh kim cùng sen lẫn húc nhật kim coi như không tệ loại này sen lẫn khoáng thạch vừa vặn có thể dùng tới đây chế tạo thư hùng song kiếm bạch tiền bối dứt lời bình tĩnh đem cái này hai loại khoáng thạch thu hồi tai nạn cửa quy ta từ nhỏ nắm giữ vượt qua thời không dạo bước pháp thuật vậy mà chưa bao giờ biết rõ loại này thao tác về sau thật tốt cố gắng bạch tiền bối nói nói xong hắn lại quay đầu đối với tống thư hàng nói thư hàng đầu tóc là ngươi chính ngươi quyết định có muốn hay không giao dịch tống thư hàng nhẹ gật đầu đổi hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới tóc của mình sẽ như vậy đáng giá tóc của ngươi đặc biệt đáng giá chờ ngươi tóc dài tới eo có thể đổi bát phẩm tài liệu luyện khí không muốn dễ dàng lãng phí tóc của ngươi tai nạn cửa quy há mồm phun ra một đôi to lớn sừng hươu, một cái sừng hươu liền so với Tống Thư Hàng thân thể còn muốn lớn hơn. Tống Thư Hàng đưa tay tận gốc chém rụng mái tóc dài của mình. Như áo choàng dày đặc tóc xanh rất xuống, Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy đầu một hồi nhẹ nhõm. Như áo choàng giống như dày đặc tóc dài treo ở trên đầu, rất trầm đấy. Ea tam thiên phiền não ti ea nhẹ nhõm nha 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 tạo hóa tiên tử ôm Tống Thư Hàng eo, mở hát lên. Bất quá bởi vì nhân cách của nàng cũng không nguyên vẹn, không cách nào nói ra nguyên vẹn một câu. Bài hát này nàng đầu hát một câu, đằng sau đều là I.E.A. gọi. Tóc xanh cạo xuống, tiếp đó lông mày cùng lông mi cũng cạo đi. Tống thư hàng đầu biến trơn bóng. Một tay giao tóc, một tay giao sừng. tai nạn cử quy đã nhận được hắn muốn chịu bất hủ khí thức ảnh hưởng đồ vật. Tống thư hàng đã nhận được một đôi bát phẩm cấp bậc to lớn sừng ngưu cái này một đôi sừng hưu, mỗi đầu đều có thể luyện chế một thanh cự lộc lão quân cường cung. Hai cái sừng hươu vừa vặn có thể luyện chế một đôi. Giao dịch hoàn thành, cử quy thu hồi tóc dài màu lam, lông mày cùng lông mi. Tiếp đó, thân hình của nó biến mở đi, biến mất không thấy gì nữa. Cái này đầu tai nạn cử quy, tính khí tốt thần kỳ. Quả thực là tự cấp, tai nạn cử quy, cái này tộc tên bôi đen. Đáng tiếc, bạch tiền bối lầm bẩm nói tô thị a thập lục thì nhẹ nhàng thở ra nguy cơ coi như là đã vượt qua đi cùng bạch tiền bối cùng một chỗ thời điểm nguy cơ cùng thu hoạch là kính trình chỉnh, chỉnh sửa so với đấy đã kích thích lại thỏa mãn tống tiền bối lần trước chứng kiến ngươi thời gian ngươi cũng là đầu chọc lần này ngươi lại biến thành đầu chọc vũ nhu tử nói không sợ xem ta tống thư hàng yên lặng vận hành tạo hóa pháp vương thân truyền tăng tóc Phật. sau một khắc tóc của hắn lại dài đi ra lớn lên có thể nhanh, trong nháy mắt liền dài đến bắp chân chỗ. Đầu tóc lại dày lại dày, rất trầm trọng. Tống Thư Hàng cảm giác đầu của mình trầm xuống. Đồng thời trầm xuống còn có hắn tâm. Tống Thư Hàng nhanh chóng đưa tay nắm lên một đám tóc dài, kéo đến trước mắt. Tiếp đó, hắn nhìn đến biển rộng màu sắc xanh thẳm đấy. Ni muội. Lúc trước tóc dài là đã bị vân tước tử chi nhãn ảnh hưởng, mới trưởng thành màu lam lần này là chính bản thân hắn thúc giục, tăng tóc vật, dài ra vì cái gì cũng là màu lam. chẳng lẽ ta gen đều chịu ảnh hưởng rồi hả? theo tóc đen gen bị đổi thành tóc xanh gen, tóc xanh loại vật này sinh trưởng ở tiên tử trên đầu đương nhiên rất đẹp, nhưng một đại nam nhân nhuộm một đầu tóc xanh rất khảo nghiệm nhan chị đấy, lại dài ra vân tước từ tóc dài rồi hả? bạch tiền bối suy nghĩ một chút, lần nữa tế ra công đức đại thụ, chuẩn bị sẵn sàng. Vũ Nhu Tử suy nghĩ một chút, cái kia, tại tống tiền bối. Tóc của người có phải hay không lại có thể lại đổi một đôi, bát phẩm huyền thánh cấp, tài liệu. Tiếp tục như vậy, chỉ là bán đầu tóc, người đã phát tài. Tô Thị A thập lục lắc đầu, vừa rồi, tai nạn cự quy, rất tốt nói chuyện, hẳn là ngoại lệ. Nếu như đổi một cái bạo tính khí đến, chỉ sợ chỉ biết đại chiến một trận. Ta còn là trước cạo xuống đi, miễn cho lại đưa tới tai nạn cự quy. Tống Thư Hàng thở dài, đưa tay đem tân sinh tóc dài cho cạo xuống. Bạch tiền bối suy nghĩ một chút về sau, nói, thư hàng, lần này tóc trước cho ta. Tống thư hàng đưa lên giày đặc tóc xanh, hỏi tiền bối muốn hắn làm gì vậy. Chờ chúng ta tại, phòng tối, bên trong đào bảo hành động sau khi kết thúc, nếu như không cách nào thông qua bức tường ngăn cản lỗ hổng rời đi phòng tối lời nói, vậy thì phải tựa hắn lại hấp dẫn một cái tai nạn cự quy, tới đây. Đến lúc đó, Chúng ta có thể hay không thuận lợi rời đi phòng tối, liền nhìn tóc của ngươi sức hấp dẫn có đủ hay không?" Bạch Tiền Bối nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Bạch Tiền Bối mang theo Tống Thư Hàng, Tô Thị A thập lục, Vũ Nhu Tử lại trở về, hoàn hình xà không gian bức tường ngăn cản, chỗ lỗ hồng. Tại vừa rồi trong khoảng thời gian này, theo lỗ hồng bên trong lại phún ra không ít đồ vật. Bạch Tiền Bối mang theo Tống Thư Hàng ba người bắt đầu ở trong đó tìm kiếm bảo vật. Bất quá Tạm thời không có lại được đến, 33 tổ hợp pháp khí, cần tài liệu luyện khí. Lỗ hồng bên trong phun ra vật chất rất hỗn tạp cũng nhiều, đủ loại. Bất quá đại bộ phận đều là bạch tiền bối trong miỆng, đồ bỏ đi không đáng đi thu thập. Thời gian cực nhanh, phòng tối bên trong không có ngày ban ngày phân chia. Tống thư hàng cảm giác mình có chút mỏi mệt, dù sao hôm nay đã xảy ra nhiều như vậy kích thích sự tình, hắn tiêu hao rất lớn. Bạch tiền bối tế ra một cỗ xe đẩy, đem máy kéo dán tại lưu tinh kiếm bên trên, Tống Thư Hàng nằm ở thùng xe trong nghỉ ngơi, rất nhanh hãy tiến vào ngủ say trạng thái. Vũ Nhu Tử tiếp tục cùng Bạch Tiền bối đùa tầm bảo trò chơi. A thập lục xa xa nhìn qua Tống Thư Hàng, nhìn hắn ngủ rất say, liền cũng không đến quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Không biết qua bao lâu, Tống Thư Hàng tỉnh lại. Hắn mở to mắt, phát hiện mình ở vào một cái hắc ám không gặp năm ngón tay trong thế giới. Nơi này là chỗ nào? Bạch tiền bối, A thập lục, vũ nhu tử, tống thư hàng lên tiếng kêu lên. Thế nhưng, bạch tiền bối ba người đều không có trả lời hắn. Hơn nữa chung quanh cũng cảm ứng không đến ba người khí tức. Xảy ra chuyện gì vậy? Bạch tiền bối ba người đi nơi nào? Vì cái gì ta sẽ bị một người ở tại chỗ này? Tống thư hàng nghi hoặc đứng dậy. Mặt khác, thiên đạo phòng tối thế giới không phải đã hình thành thì không thay đổi sao? Tại sao phải biến đen như vậy? Tống Thư Hàng đứng dậy, thử đi một bước. Một cước bước ra thời điểm, hắn liền cảm giác mình đá đến một kiện đồ vật. Tống Thư Hàng ngồi xổm xuống, đồng thời ý niệm trong đầu khẽ động, hắn tay trái căn, công đức ánh sáng ngưng tụ, ngón tay đại phòng ánh sáng, chiếu sáng bốn phía. Mượn nhờ Thái Dương Chỉ, sáng ngủ mắt thuật pháp, Tống Thư Hàng thấy được bản thân đá đến đồ vật. Đó là một cái bắp đùi, nhìn qua hẳn là nữ nhân chân. Tống Thư Hàng sắc mặt một hồi khó coi tiếp đó hắn lại quay đầu hướng bốn phía nhìn lại. Bốn phía, sau đó hắn ngây ngẩn cả người. Ở chung quanh, tràn đầy đủ loại thân thể bộ vị. Có ngón tay, có cánh tay, có bắp đùi, đủ loại thân thể bộ vị, nơi đây quả thực là lò sát sinh. Nhiều như vậy tàn phế thân thể, là có bao nhiêu người bị phanh thây. Tống Thư Hàng trong lòng không khỏi vọt lên một đạo tức giận. Coi như là tính cách cho dù tốt người, chứng kiến loại này tàn nhẫn hình ảnh, cũng sẽ tức giận đấy bất quá sau một khắc, hắn đột nhiên thấy được nửa cái đầu sọ. Mọc ra thật dài tóc xanh đầu lâu. chương 1332, quyết định không thể tin được. Đầu chỉ để lại cái chán trở lên bộ phận, bất quá một đầu tiêu chí tính màu lam tóc dài, tống thư hàng không có khả năng quên. Dù sao lúc trước, hắn cũng có được như vậy anh Tuấn một đầu tóc xanh dày đặc, thật dài, cùng với áo choàng nặng nề. Nhưng cái này đầu lâu khẳng định không phải của hắn. Vì vậy, cái này rất có thể là vân tước tử tiên tử đầu. Nhưng bởi vì liên quan tới vân tước tử trí nhớ, bởi vì thiên đạo phòng tối, nguyên nhân đã biến rất mơ hồ. Vân tước tử tiên tử cúp. Tống thư hàng dơ lên tay trái, thái dương chỉ, ánh sáng thay đổi rất lớn, hắn có thể thấy rõ chỗ ở mình chỗ toàn cảnh. Sau một khắc, hắn nhìn đến càng nhiều nữa màu lam tóc dài, cùng với càng nhiều nữa tứ chi bộ phận. Nơi đây quả thực phản phất như là địa ngục tình cảnh nhưng quỷ dị là, nơi đây không có một tia mùi máu tươi. Vì vậy, nơi đây đến cùng là địa phương nào? Tống Thư Hàng cau mày đường hầm. Hắn suy nghĩ một chút về sau, ngồi xổm xuống, đưa tay phải ra đặt tại một cái trắng noãn trên cánh tay tay phải hắn bên trên, nghịch kinh vũ sĩ quyền sáo cũng không tại. Không chỉ có là, nghịch kinh vũ sĩ quyền sáo trên người hắn khác pháp bảo, quần áo tất cả đều không tại. Tống Thư Hàng đưa tay đặt tại trên cánh tay thời điểm, Phát hiện cái này cánh tay lại vẫn có lưu nhiệt độ cơ thể, liền cùng người sống cánh tay. Xem xét bí pháp, tống thư hàng quát khẽ. Hoàng Kim Phú Văn theo hắn trong hai mắt tuôn ra, rơi vào này trắng nõn trên cánh tay đúng vậy, là hai mắt. Hắn phát hiện mình mắt trái lại dài ra tới. Nơi cánh tay trả giá có vài miệng vết thương đại giới về sau, dám định kết quả tràn vào đến trong đầu của hắn. Quyền nữ môn vân tước tử tay phải đã từng thuộc về vân tước tử thân thể một bộ phận bởi vì đã bị bất hủ lực lượng ảnh hưởng cánh tay lây nhiễm một chút xíu bất hủ thuộc tính coi như là rời đi vân tước tử thân thể cái cánh tay này cũng sẽ không mục nát bởi vì đã bị bất hủ lực lượng ảnh hưởng rời đi chủ nhân vân tước tử thân thể về sau cái cánh tay này sẽ đưa tới tai nạn cự quy cùng bị tai nạn cự quy thôn vệ thu về nắm giữ hắn thời gian xin chú ý an toàn lần này xem xét bí pháp phản hồi tới tin tức cùng lúc trước xem xét, vân tước tử chi nhãn, thời điểm rất tương tự. Bất quá trước đó lần thứ nhất xem xét trong tin tức, lực lượng thần bí, lần này thay thế đã thành, bất hủ lực lượng. Đây là bởi vì tai nạn cự quy xuất hiện thời điểm, nhấp lên qua phải về thu lấy, bất hủ khí tức, ảnh hưởng đồ vật. Nói cách khác, theo vân tước tử trên thân thoát ly xuống vật, đều nhiễm lên, bất hủ khí tức. Bất hủ lực lượng ngọn nguồn chính là vân tước tử, Tống Thư Hàng nói khẽ. Mọi người đều biết, cái này chư thiên vạn giới bên trong, vạn vật đều có chung kết thời gian. Coi như là cửu phẩm kiếp tiên, thọ nguyên dài rằng giặc đến dùng ước làm đơn vị, nhưng cuối cùng có tử vong một ngày. Trừ phi là bước ra đạo của chính mình, trở thành trường sinh giả mới không có thọ nguyên yêu sầu. Thế nhưng coi như là trường sinh giả cũng không phải là, bất hủ trường sinh giả sẽ rơi xuống, sẽ chết. Chư thiên vạn giới bên trong, chỉ có một vị bất hủ bất diệt tồn tại, đó chính là thiên đạo. Vân tước tử tiên tử là thiên đạo. Không đúng, không đúng. Năm đó thiên đạo khẳng định không phải vân tước tử tiên tử. Tống Thư Hàng nói. Tuy rằng liên quan tới vân tước tử cái mơ hồ không rõ, nhưng hắn theo cùng, nho gia thánh nhân, có quan hệ cái bên trong có thể đoán ra được, vân tước tử cũng không có cùng nho gia thánh nhân tranh đoạt thiên đạo vị trí. Trong lúc suy tư, Tống Thư Hàng lại phân biệt giám định hai cái bắp đùi, nửa cái đầu sọ, còn có một chút các loại bộ vị. Giám định kết quả đều, Nơi đây tất cả bộ phận thân thể toàn bộ là huyền nữ môn vân tước tử thân thể bộ vị. Vân tước tử tiên tử rốt cuộc muốn trải qua bao nhiêu kinh tâm động phách sự tình mới có thể thích góp từng tí một ra nhiều như vậy bộ phận thân thể A. Tống Thư Hàng nói, dựa theo trước mắt bản thân nắm giữ tin tức tới đây phỏng đoán, vân tước tử tiên tử trên thân chẳng biết tại sao xuất hiện bất hủ lực lượng. Đã bị cái này bộ phận lực lượng ảnh hưởng, nàng mỗi lần trên thân rơi xuống bộ phận cũng thành một loại vật nguy hiểm. Mà tai nạn cửa quy cùng Bạch Tiền bối phỏng đoán, chính là chuyên môn qua lại thu vân tước tử trên thân thể rơi xuống đồ vật. Như vậy, là ai chế tạo tai nạn cửa quy nhất tộc? Cái thế giới này thật đúng là hỗn loạn, Tống thư hàng vuốt vuốt huyệt Thái Dương. Trước học kỳ thời gian, còn là manh manh mới sinh viên bản thân, chắc chắn sẽ không nghĩ đến nửa năm sau bản thân sẽ tiếp xúc đến như vậy rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy thế giới đi. Đang lúc lúc này Đột nhiên Tống Thư Hàng trên cánh tay có mấy đạo vết thương xuất hiện. "Hả? Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, ta không có tiếp xúc vật thể thi triển xem xét bí pháp đi, vì cái gì đột nhiên liền phún huyết rồi hả? Chẳng lẽ phún huyết đều báo tố thành thân thể bản năng rồi hả?" Trong lúc đang suy tư, trong đầu hắn trồi lên một đoạn tin tức, là xem xét bí pháp phản hồi. "Bá Tống Huyền Thánh phục sinh thể Bạch Thánh lấy, vân thức tử chi nhãn cộng bá Tống Huyền Thánh chi nhãn, làm chủ tài liệu" dung hợp, dục hỏa trùng sinh, pháp khí luyện chế phương pháp, chế tạo ra trước đó chưa từng có, phục sinh pháp khí. Năm thảo 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 thảo. Bá Tống Huyền Thánh phục sinh thể. Đây là có chuyện gì? Ta chết rồi. Ai có thể nói cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì? Tỉnh táo lại, tỉnh táo. Ta nhưng khi vài trăm năm hành tây, trên đỉnh núi lẻ loi một mình thừa nhận gió táp mưa xa nam nhân. Thời điểm này, đến phiên ta cường ngạnh như sát đạo tâm, xuất hiện mở ra thân thủ. Tống Thư Hàng bắt buộc bản thân tỉnh táo lại. Khó trách ta thức dậy, phát hiện thiên đạo phòng tối, cũng thay đổi cái loại, khó trách ta cảm ứng không đến bạch tiền bối, tô thị A thập lục, vũ nhu tử tin tức, khó trách ta trên thân một kiện pháp khí đều không có. Tống Thư Hàng thở dài nói. Nguyên lai like hắn đã không tại, thiên đạo phòng tối, bên trong. Hắn hiện tại, hẳn là tại, tai nạn cự quy, trong bụng khó trách nơi đây tràn đầy vân tước tử tiên tử bộ phận thân thể những thứ này vân tước tử bộ phận thân thể hẳn là đều là tai nạn cự quy một chút thu tập đấy thế nhưng không khoa học a à, ta tại sao phải sống lại tống thư hàng ngẩng đầu vọng thiên hắn nhớ kỹ bản thân lúc trước nằm ở bạch tiền bối xe đẩy thùng xe trong ngủ đi êm đẹp tại sao phải đột nhiên chết rồi hả đột tử không thể nào thể chất của hắn như vậy bổng đột tử loại sự tình này làm sao đều không tới phiên hắn vọng thiên, vì vậy ta rút cuộc là chết như thế nào? Chẳng lẽ là bạch tiền bối xe đẩy đột nhiên xảy ra tai nạn xe cộ rồi hả? Hoặc là lại có tai nạn cự quy đột nhiên xuất hiện, một cái đưa hắn cho cắn rớt? Không đúng, tại cắt đứt đầu tóc, lông mày về sau, trên người hắn đã không có, bất hủ khí tức, ảnh hưởng vật mới đúng. Hơn nữa, coi như là bị cự quy đột nhiên cắn chết, hắn luôn, đau nhức, tỉnh đi. Tại tử vong trước trong nháy mắt, hắn hẳn là có trí nhớ mới đúng. Nghĩ muốn biết rõ ràng ta là chết như thế nào, muốn đi trước nghĩ biện pháp liên hệ bạch tiền bối. Đầu tiên, ta muốn theo tai nạn cử quy trong miệng đi ra ngoài. Nếu như tai nạn cử quy đã theo thiên đạo phòng tối, bên trong đi ra ngoài, ta đây có thể trực tiếp trở lại hiện thế. Sau đó lại nghĩ biện pháp liên hệ bạch tiền bối bản thể. Tống Thư Hàng nói, nghĩ tới đây, hắn vỗ vỗ mặt của mình, làm cho mình thanh tỉnh một chút tiếp đó, chuẩn bị nghĩ biện pháp rời đi cự quy bụng. Đang lúc hắn đưa tay tự chụp mình gương mặt thời gian, trên cánh tay lại xuất hiện mới miệng vết thương. Lại tới, không có, nghịch kình vũ sĩ quyền xáo, cùng, mộc như kiếm khách ái tâm thủ xáo, quả nhiên rất phiền toái. Xem xét bí pháp lần nữa khởi động, lại có mới xem xét kết quả truyền lại đến tống thư hàng trong đầu. Ba tống huyền thánh phục sinh thể dự phòng bạch thánh chế tạo phục sinh pháp khí, bị tai nạn cử quy, thôn vệ, hay bởi vì một loạt trùng hợp, phục sinh pháp khí tiếp xúc đến đại lượng, vân tước tử thân thể bộ vị sớm bị kích hoạt? Lần này xem xét kết quả, nhiều hơn, dự phòng, hai chữ, hơn nữa. Sớm bị kích hoạt là mấy cái ý tứ? Ta bản thể không chết, phục sinh pháp khí lại bị kích hoạt lên. Có ý tứ gì? Cái này chẳng khác gì là ta nhười cũng không chết, người liền đem ta chứa vào quan tài đưa vào phần mộ. Ta đây bản thể làm sao bây giờ? ta hiện tại bị bắt buộc sống lại, ta đây bản thể đây. Ta bản thể sẽ chết mất sao? Tống Thư Hàng trong lòng giống như vạn mã lao nhanh. Loại tình huống này, về trước hạch tâm thế giới. Tống Thư Hàng đưa tay, nếm thử liên hệ bản thân, hạch tâm thế giới nhìn xem tai nạn cự quy có phải hay không trở về đến hiện thế. Hạch tâm thế giới thuận lợi mở ra. Cái này từ, đệ tam thiên đạo, mân mê đi ra tiểu thế giới, tràn đầy các loại thần bí. Tai nạn cực quy thân thể không cách nào ngăn trở hắn. Hạch tâm thế giới mở ra về sau, Tống Thư Hàng nhấc chân bước vào. Hắn chân trái tiến nhập hạch tâm thế giới, lại ngừng lại. Tống Thư Hàng quay đầu nhìn qua hạch tâm trong thế giới tràn đầy, vân tức tử bộ phận như có điều suy nghĩ. Sau một khắc, hắn làm một cái chính hắn đều cảm thấy rất quyết định không thể tin được. Tống Thư Hàng ý niệm khẽ động, đem tai nạn cử quy, trong bụng tất cả vân tước tử bộ phận thân thể toàn bộ đóng gói mang đi. Hắn đem những thứ này vân tước tử thân thể bộ phận thu xếp đến, hạch tâm thế giới, đao kiếm phong, chân núi. Đóng gói hoàn tất về sau, tống thư hàng vỗ vỗ tay, trở về bản thân hạch tâm thế giới. Hắn thân thể của mình cũng xuất hiện ở, đao kiếm phong, chân núi. Ở chỗ này, bạch tiền bối nhờ nuôi, vô ảnh kiếm cổ, nhóm đã ở chỗ này an cư lạc nghiệp, vây quanh đao kiếm phong sinh tồn. Tống Thư Hàng ngồi ở chân núi, nhìn qua như ngọn núi trồng chất, vân tước tử bộ phận thân thể buồn giàu. Vừa rồi hắn suy nghĩ co lại, đem mấy thứ này đóng gói mang về nhà. Nhưng xử lý nàng như thế nào nhóm, liền biến thành vấn đề lớn. Bởi vì đã bị, bất hủ lực lượng, ảnh hưởng, những thứ này vân tước tử nhục thân không phải mục nát, liền cùng khi còn sống. Hơn nữa, mấy thứ này còn không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Một khi chuyển ra, hạch tâm thế giới liền lập tức sẽ đưa tới, tai nạn cự quy, đến đây. Thậm chí, nói không chừng đem các nàng lưu lại hạch tâm thế giới cũng rất không an toàn. Tai nạn cự quy liền, thiên đạo phòng tối, đều có thể xông vào, nói không chừng cũng có thể xâm nhập đến hắn hạch tâm thế giới. Không nghĩ qua là, bản thân tựa hồ liền làm cái lớn chết a. Nếu không, chờ chút hẹn gặp lại đến, vân tước tử tiên tử, thời gian, đem những thứ này trả lại cho nàng. Tống thư hàng đường hầm. Vân tước tử tiên tử, ta chỗ này có một chút thứ tốt muốn tặng cho ngươi, hy vọng ngươi ưa thích. Nhìn thấy chưa, chính là những thứ này. Một đống lớn cánh tay, bắp đùi còn có các loại bộ phận thân thể. Không có sai, đây đều là ngươi đã từng vứt bỏ bộ phận thân thể, ta hiện tại đem các nàng trả lại cho ngươi. Không cần cảm ơn ta, ta là mới thời gian hoạt động lôi phong. Tống thư hàng dùng sức vỗ vỗ chán của mình. Vân Tước Tử tiên tử sẽ điên mất a. À. Chương 1333, nguyên bộ bát phẩm, không phải là mộng, không phải là mộng a. À. Cuối cùng, Tống thư hàng đem tất cả vân tước tử bộ phận thân thể trồng chất đến, đao kiếm phong, trong sơn cốc, cùng đem nơi đây thiết lập là cấm địa. Kế tiếp, đi trước Đông điện xem một chút đi. Tống thư hàng lên thân, hướng Đông điện phương hướng đi. Hắn chuẩn bị đi xem lục tu tiên tử, pháp khí chế tạo thế nào nhớ kỹ lục tu tiên tử lúc trước ngay tại chế tạo thứ hai đầu nghịch kình vũ sĩ quyền sáu cùng với vương bát chuyên gia thuẫn nếu như thứ hai đầu nghịch kình vũ sĩ quyền sáu đã chế tạo xong hắn trước tiên có thể lấy ra sử dụng nếu không hai tay không cẩn thận tiếp xúc đến vật thể liền khởi động xem xét bí pháp quá thật sự phiền não hơn nữa tại tổ hợp vương bát chuyên gia thuẫn thời gian còn cần hắn đắp lên bản thân thành ấn tăng cường bản mệnh pháp khí cùng bản thân liên hệ Tống Thư Hàng không có lựa chọn trực tiếp chuyển rời đến, đông điện bởi vì hắn cần một chút thời gian tới đây bình tĩnh xuống bản thân, nằm thảo, nội tâm. Tiếp đó, làm Tống Thư Hàng đi ra nghìn mét trái phải khoảng cách thời điểm, đột nhiên ý thức hoảng hốt. Xảy ra chuyện gì vậy? Tống Thư Hàng nhíu mày. Hắn hướng lui về phía sau mấy bước, loại này đau đầu, ý thức hoảng hốt tâm bệnh liền biến mất. Nhưng hắn tiến lên vài bước, đại não bắt đầu căng ra, tinh thần bị kích thích. Tống Thư Hàng nghiến răng, đơn giản chỉ cần đi về phía trước vài bước. Phụt, oanh, thân thể của hắn thẳng tắp mới ngã xuống đất, đã mất đi ý thức. Không chung, xoay quanh, vô ảnh kiếm cổ, thấy thế, tập thể bay xuống, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên Tống Thư Hàng, đưa hắn đưa đến đao kiếm phong chân núi chỗ. Vô ảnh kiếm cổ tuy là bạch tiền bối khế ước sủng vật, bất quá dù sao tại Tống Thư Hàng, hạch tâm thế giới, Sinh sống thật lâu thời gian, đối với Tống Thư Hàng khí tức cũng rất quen thuộc. Vì vậy, làm Tống Thư Hàng đã hôn mê thời điểm, chúng nó sẽ chủ động cứu viện, đưa hắn đem đến mềm mại bãi cỏ vị trí. Không biết qua bao lâu, Tống Thư Hàng lại mở mắt. Tiếp đó, hắn phát hiện mình nằm ở một đống bảo vật bên trong. Mặt khác có một đôi tay chính án lấy hắn huyệt thái dương, thay hắn nhẹ nhàng mát xa. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. A, à, thư Hàng rốt cuộc tỉnh rồi. Bạch Tiền Bối thanh âm vang lên. Tống Thư Hàng vừa quay đầu, phát hiện Bạch Tiền Bối chính điều khiển lấy xe đẩy, tại trong hư không anh Tuấn hành xử. Xe đẩy biết bay, là ngài đi ra ngoài thiết yếu phương tiện giao thông, ngài đáng giá có được. Mặt khác, đấm bóp cho hắn huyệt thái dương chính là Tô Thị A thập lục. Ừ, rốt cuộc tình, Tống Thư Hàng thở dài, hỏi cảm ơn ngươi, thập lục. Ta ngủ đã bao lâu? Tính toán thời gian, hẳn là vượt qua 24 tiếng đồng hồ trở lên. Tô Thị A thập lục trả lời. Tống Thư Hàng, lâu như vậy. Hơn nữa, Tống Tiền bối người còn đang ở giảng nói mớ. Vũ Nhu Tử ngồi ở thùng xe phần đuôi, cùng Tống Thư Hàng, thân thể của nàng cũng bị chôn ở bảo vật trong đống, chỉ lộ ra cái đầu. Ta nói cái gì, Tống Thư Hàng hỏi. Nằm thảo 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 Vũ Nhu Tử hì hì cười nói. Tống Thư Hàng, mặt khác, người ở trong mộng thoạt nhìn rất thống khổ bộ dạng. Lại mơ tới chuyện gì sao? Tô Thị A thập lục hỏi. Đã xảy ra một sự kiện, chỉ sợ không phải mộng đơn giản như vậy. Tại ta ngủ trong thời gian, bạch tiền bối cho ta chế tác miếng, phục sinh pháp khí, bị kích hoạt lên. Tống Thư Hàng cười khổ nói. Bạch tiền bối xoay đầu lại, gì đó, ngươi không phải còn sống thật tốt sao? Vì vậy ta mới mộng bức, vừa rồi đang ở trong mộng thời gian, Ta tiến nhập đến tai nạn cự quy trong cơ thể. Nghiếng phục sinh pháp khí bị kích hoạt lên, trùng sinh ra một cái Bá Tống Huyền Thánh dự phòng nhục thân, hiện tại nhục thân đó còn đang ở hạch tâm thế giới của ta nằm đây. Tống thư hàng nói, hắn vốn cho là mình là làm ác mộng, nhưng vừa rồi hắn cảm ứng một chút hạch tâm thế giới, phát hiện tại đao kiếm phong, chân núi, thật nằm một cái Bá Tống Huyền Thánh. Còn có trong sơn cốc một đống núi nhỏ, vân tước tử bộ phận đều nói cho hắn biết chuyện lúc trước không phải là mộng, là tàn khốc sự thật. Còn có loại này thần kỳ thao tác, bản thể không chết, phục sinh pháp khí lại bị kích hoạt lên, loại chuyện này ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Bạch tiền bối sờ sờ cầm nói, chờ chúng ta trở về hiện thế về sau, khiến ta nhìn ngươi bộ, dự phòng nhục thân nhìn xem cụ thể là chuyện gì xảy ra. Ừ, tống thư hàng nhẹ gật đầu. Đúng rồi, ý thức của ngươi có thể đồng thời khống chế hai cái thân thể sao? Bạch tiền bối lại hỏi. Tống thư hàng lắc đầu, không được, coi như là nhất tâm lưỡng dụng, cũng không có thể. Đáng tiếc, nếu không ngươi coi như là bản thân nhiều hơn một cái, phân thân, đi ra, cảm giác sẽ rất bỏng. Bạch tiền bối trả lời. Nói không chừng là tống tiền bối ngươi còn không thuần thục, nhiều thử xem nói không chừng có thể đồng thời khống chế hai cỗ thân thể. Vũ Nhu Tử nói, có lẽ vậy, Tống Thư Hàng nói, chờ chúng ta sau khi rời khỏi đây, ngươi còn có rất nhiều thứ có thể khảo thí. Tỷ như thân thể của ngươi cùng, dự phòng thân thể, giữa có thể làm được hay không cảnh giới đồng bộ. Có thể hay không bản thể thăng cấp, dự phòng nhục thân cũng có thể cùng theo thăng cấp. Nếu như có thể lời nói, tương lai người bản thể bế quan thời gian, còn có thể dùng dự phòng thân thể đi ra vui sướng chơi đùa đây. Bạch tiền bối phân thân nói theo tu sĩ cảnh giới tăng lên, bế quan loại chuyện này là không thể tránh khỏi. Đặc biệt là ngũ phẩm về sau, nói không chừng một lần bế quan chính là trên trăm năm. Tống Thư Hàng hiện tại liền nhanh muốn bước vào ngũ phẩm cảnh giới. Nếu như tương lai có một ngày, hắn cần bế mọc giam lời nói, bên ngoài còn có thể có cái dự phòng thân thể cũng có thể thuận tiện hắn hành động. Tống Thư Hàng yên lặng gật đầu. Xe đầy tiếp tục có tiết tấu tiến lên. Đúng rồi, bạch tiền bối, chúng ta bây giờ ở đâu? Tống Thư Hàng hỏi. Bạch Tiền Bối trả lời, chúng ta bây giờ, tại cái đó bức tường ngăn cản miệng vỡ ở trong. Tại người ngủ trong thời gian, bức tường ngăn cản bên trong bảo vật phun đã xong, chúng ta gặt hái được không ít thứ tốt. Hiện tại, chúng ta tiến nhập bức tường ngăn cản miệng vỡ bên trong, nhìn xem có thể hay không thuận theo đường này rời đi thiên đạo phòng tối. Trong thùng xe đồ vật, đều là lần này thu hoạch. Tống Thư Hàng hỏi. Ừ, pháp khí không gian bên trong chứa không nổi rồi, cuối cùng lại chứa một cái thùng xe. Thùng xe bên trong đồ vật đều là một ít tương đối gân gà bảo vật, ném đi đáng tiếc, siêu tầm lấy lại không có nhiều dùng. Một lát sau khi rời khỏi đây, trong thùng xe bảo vật chia làm bốn phần, chúng ta chia hết. Bạch tiền bối nói, pháp khí không gian đều chứa bảo rồi hả? Đó là chân chính gặt hái được. Tống thư hàng nhắc nhở, bạch tiền bối, trên tay của ta có người cho ta luyện chế tay chuỗi pháp khí không gian, còn có thể chứa vài thứ, chúng ta quay đầu lại lại đào điểm bảo. Tràn đầy, bạch tiền bối cũng không quay đầu lại nói. Tống thư hàng thủ xuyến pháp khí là hắn luyện chế, ngoại trừ tống thư hàng bên ngoài, cũng chỉ có bạch tiền bối có thể mở ra cái này pháp khí. Tống thư hàng ngủ say thời gian, bạch tiền bối liền đem tống thư hàng pháp khí cũng tràn đầy bảo vật. Thu hoạch nhiều như vậy, tống thư hàng thở dài. Ừ, chính ngươi nhìn xem, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí tài liệu luyện khí, chỉ kém 9 loại. Bạch tiền bối bổ sung. Tống thư hàng trừng to mắt, hắn ý thức đảo qua bản thân, thủ xuyến pháp khí bên trong. 33 loại trong tài liệu, hắn tại chìm vào giấc ngủ trước, đã thu thập đủ toàn bộ có cá voi, quy, thỏ, trâu, giống, mã, dê, con rắn, lộc, 10 loại. Mà bây giờ, không gian của hắn pháp khí bên trong lại nhiều ra con lừa, lạc đà, sư, hổ, báo, sói, hồ, điêu, gà, hạc, nhạn, ưng, chuột, cá mập tài liệu. Mỗi loại đều là bát phẩm huyền thánh cấp bậc trở lên tài liệu. Hơn nữa, mỗi loại tài liệu đều tại hai phần trở lên. Những tài liệu này phần lớn là nha, chảo, bộ lông, lột xác xuống ra các loại vật. Mỗi một cái bát phẩm trở lên yêu thánh đều có thể cung cấp mấy phần. Hiện tại, hắn chỉ thiếu cua, tôm, con mực, cá heo, xuyên sơn giáp, heo, mèo, hùng, viên chín loại tài liệu luyện khí, có thể tập hợp đủ bộ đồ, triệu hoán thần long. Ta hiện tại đang nằm mơ, Tống Thư Hàng hỏi. Vừa bắt đầu, hắn chỉ là nghĩ muốn luyện chế, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí thậm chí căn bản cũng không có nghĩ tới muốn xa xỉ đến dùng bát phẩm tài liệu tới đây luyện chế bộ này tổ hợp pháp khí. Ngay từ đầu xuân cá voi, quỳ thánh xác đều là trong tay hắn vừa vặn có hàng tồn, mới nghĩ đến dùng bát phẩm tài liệu tới đây luyện chế bản mệnh pháp khí đằng sau hơn 30 loại pháp khí, Tống Thư Hàng chỉ muốn dùng bình thường tứ, ngũ phẩm tài liệu tới đây chế tạo đấy. Nhưng không nghĩ tới, một giấc tỉnh ngủ, luyện chế pháp khí tài liệu đã chỉ kém 9 phần, hơn nữa toàn bộ là bát phẩm trở lên tài liệu. Trong đó con rắn kia ra còn là lúc đầu cửu phẩm, hiện tại tụt xuống là bát phẩm tài liệu. Luôn cảm giác, nếu như kế tiếp 9 loại tài liệu, không dùng bát phẩm là tài liệu lời nói, cũng không hoàn chỉnh. Tống Thư Hàng cười khổ nói. Nguyên bộ bát phẩm tài liệu chế tạo, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí ngẫm lại cũng cảm giác muốn bạo tạc A. À. Trong tay người còn có mấy phần răng nanh, sơn cá voi, phải cá voi, mặt khác còn có thế kiếp bảo thạch. Những thứ này xuất ra đi giao dịch mới có thể đổi đến mấy phần bát phẩm cấp tài liệu. Bạch tiền bối lên tiếng nói. Một bộ toàn bộ bát phẩm tam thập tam thú tổ hợp pháp khí ngẫm lại cũng cảm giác rất đẹp trai. Nếu như đem cái này 33 kiện pháp khí tổ hợp lời nói, có thể hay không trực tiếp biến thành cửu phẩm cấp bậc. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Bạch Tiền Bối cười nói, bát phẩm cùng cửu phẩm ở giữa tranh lệch không phải số lượng trồng chất có thể đền bù đấy. 33 kiện pháp khí coi như là tổ hợp, cũng rất khó đạt tới cửu phẩm huy lực. Hơn nữa kiếp tiên pháp khí, nghĩ sử dụng người được trả giá đồng dạng đối ứng năng lượng. Trong tay người chuôi này, xích tiêu kiếm, là ngoại lệ. Người ở sử dụng hắn thời điểm, hắn hoàn toàn là tại tiêu hao bản thân năng lượng năng lượng của ngươi chỉ là với tư cách chiêu thức lời dẫn vì vậy mỗi lần sử dụng về sau hắn muốn rất lâu mới có thể khôi phục lực lượng của mình xích tiêu kiếm rất vất vả đấy tống thư hàng nhẹ gật đầu xích tiêu kiếm tiền bối hoàn toàn chính xác rất vất vả đang khi nói chuyện bạch tiền bối đột nhiên phanh lại ai ngõ cụt xe đẩy đã đạt đến điểm cuối nhưng không có đường quả nhiên muốn từ thiên đạo phòng tối bên trong chạy đi không dễ dàng như vậy Bên kia, trong vũ trụ, Tam thập tam thú thần tông cùng thần minh ở giữa chiến đấu cuối cùng kết thúc. Ban đầu, mở to mắt con người tinh cầu cường thế nhúng tay trận chiến đấu này thời điểm, Tam thập tam thú thần tông thành viên đã quyết định muốn rút lui. Nhưng không nghĩ tới nhân sinh lúc nào cũng khắp nơi đầy ngoài ý muốn. Mở to mắt con người tinh cầu bị bắt đi, nhốt phòng tối. Người sở hữu liên quan tới mở to mắt con người tinh cầu cái đều chịu ảnh hưởng, biến hóa trong suốt. Bởi như vậy, tam thập tam thú thần tông cùng, thần minh, ở giữa lại tiến nhập sống mái với nhau hình thức. Lúc này, cầm cung lão giả bắt đầu kiểm kê chiến lợi khí. Tại tính chiến lợi phẩm thời gian, hắn theo bản năng phủi đi ra một bộ phận chiến lợi phẩm, trở về qua một bên. Kỳ quái, ta tại sao phải kéo lê nhiều như vậy chiến phẩm? Cầm cung lão giả một mặt nghi hoặc. Trường 1334, thật nhàm chán, thật là muốn mang thai. Cầm cung lão giả mình cũng rất nghi hoặc, nhưng hắn trong lòng có một loại cảm giác phần này chiến lợi khí nhất định phải lưu lại, nó là, người nào đó, một phần, trận này tam thập tam thú thần tông báo thủ cuộc chiến, khẳng định có một cái, người thần bí, ở bên trong làm ra mấu chốt tác dụng. Nhưng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, trong đầu hắn hoàn toàn không có, người thần bí, tin tức. Hắn nhớ không nổi rút cuộc là ai giúp trợ, tam thập tam thú thần tông, một phương, khiến những cái kia, ngụy thần, nhóm mỗi cái 10 tháng hoài thai. Có thể tại trong nháy mắt, thao túng toàn bộ chiến cuộc, khiến, ngụy thần, nhóm vô luận nam nữ còn là trung tính, toàn bộ tại hoài thai sinh nở đau khổ xuống run rẩy Ngẫm lại hẳn là rất đáng sợ, người thần bí, đi. Càng là không cách nào nhớ tới vị này, người thần bí, rút cuộc là người nào, cầm cung lão giả lại càng là có thể xác định có như vậy một vị, người thần bí, tồn tại. Chiến lợi phẩm bên trong, tuyệt đối không thể bớt hắn một phần. Cầm cung lão giả đem cái này một phần chiến lợi phẩm vạch đến một bên, thu tốt. Tiên bối, phần này chiến lợi phẩm là vì người nào chuẩn bị? Độc cô Bạch Hiếu kỳ hỏi. Cầm cung lão giả một mặt cao thâm mà chắc nói, đây là tam thập tam thú thần tông cao nhất cơ mật, người muốn nghe sao? Cao nhất cơ mật, yêu hồ độc cô Bạch nuốt ngụm nước miếng, loại này cơ mật nghe ngóng lời nói, cần trả giá thật nhiều sao? Ngươi là phù sinh tiểu nha đầu đệ tử, là ta Tam thập tam thú thần tông một hệ chân truyền. Chỉ cần ngươi đem bản thân hết thảy kính dâng cho ta Tam thập tam thú thần tông, đem hắn phát dương quang đại, loại này cơ mật ngươi cũng có quyền lực biết rõ. Phát dương quang đại, loại chuyện này cần mọi người đồng tâm hiệp lực mới được a." À? Độc Cô Bạch nói. Cầm Cung lão giả mỉm cười lắc đầu, "Không được, chúng ta những thứ này lão bất tử, đều là Tam thập tam thú thần tông, âm thầm thế lực tương lai chúng ta sẽ không dễ dàng bại lộ tại người trước. Vì vậy, phục hưng tam thập tam thú thần tông nhiệm vụ, liền giao cho người cùng phù sinh tiểu nha đầu. Vậy, ta còn là qua một thời gian ngắn đánh tiếp nghe loại này cơ mật đi. Độc cô Bạch nói, hắn cảm giác mình còn trẻ, thoáng cái nghe ngóng, tam thập tam thú thần tông, cao nhất cơ mật, có chút quá sớm. Cầm cung lão giả cao thâm mà chắc ngắm nhìn độc cô Bạch. Ánh mắt này, rất cao sâu, quá khó lường. Độc cô Bạch bị nhìn tròng trọc nhức trứng hoa quốc thiết chặt, toàn thân không được tự nhiên. Trung Quy còn là tuổi còn rất trẻ a. À, cầm cung lão giả chắp tay tại sau lưng, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Quá trẻ tuổi a, à, bên người, tự xưng là là pháo hồi a à, phù sinh tiên tử đại huynh cũng chịu tay tại sau lưng, cùng cầm cung lão giả giống như đúc tư thế, dùng đồng dạng âm điệu cảm thán nói. Ý gì? Chờ chút, ta vừa rồi trả lời khiến tiền bối cùng đại huynh sinh ra bất mãn dạng này có thể hay không đối với ta tương lai cưới vợ sư phụ tạo thành trở ngại. Ta chẳng lẽ cần vãn hồi tiền bối cùng đại huynh trong lòng ấn tượng. Tiền bối, đại huynh, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, ta nguyện ý vì tam thập tam thú thần tông trả giá tính mạng của ta. Phục sinh tam thập tam thú thần tông nhiệm vụ liền giao cho ta đi. Chuyện cơ mật, nói cho ta biết đi, ta cảm giác mình có thể gánh chịu lên trách nhiệm đấy. Độc cô Bạch dùng sức vỗ bộ ngực của mình, Đại huynh xoay đầu lại, yên lặng ngắm nhìn Độc Cô Bạch, tiếp đó nhẹ gật đầu, quay đầu trở lại đi, tiếp tục nhìn ra xa phương xa. Cầm Cung Lão giả xoay đầu lại, yên lặng ngắm nhìn Độc Cô Bạch, tiếp đó nhẹ gật đầu, cũng quay đầu đi, tiếp tục nhìn ra xa phương xa. Độc Cô Bạch trong lòng rất nôn nóng, rút cuộc là ý gì? Cố gắng. Lúc này, Cầm Cung Lão giả dùng thanh âm bình tĩnh nói: Phục Hưng Tam thập Tam thú thần tông trách nhiệm liền giao tại trên tay ngươi. Đến lúc đó thú thần tông tất cả cơ mật ta đều từng cái cùng ngươi giảng thuật đây là khảo nghiệm sao độc cô bạch cắn răng một cái không có vấn đề chúng ta sẽ ở âm thầm thích hợp cho ngươi trợ giúp ngươi không phải một người tại chiến đấu đại huynh lên tiếng nói độc cô bạch hít sâu tiếp đó bắt đầu trong đầu suy tư như thế nào phục hưng tam thập tam thú thần tông nghiệp lớn phù sinh nha đầu tìm cái cùng nàng không sai biệt lắm đệ tử giỏi cầm cung lão giả dùng truyền âm nhập mật cùng đại huynh nói. Đại huynh nhẹ gật đầu, không có sai, như tầm như mã tầm mã, nhưng mà, Phù Sinh nhìn người ánh mắt rất chính xác. Cái này tiểu yêu hồ chỉ cần bồi dưỡng một chút là kế tiếp nhiệm Tam thập tam thú thần tông, tông chủ tốt nhất người chọn lựa. Thiên phú tu luyện của hắn rất tuyệt, về phần tính cách phương diện chỗ thiếu hụt, ta sẽ nghĩ biện pháp bồi dưỡng hắn đấy. Như vậy rất tốt, hắn cùng Phù Sinh nha đầu quan hệ trong đó cầm cung lão giả nói đầu năm nay người trẻ tuổi sự tình còn là giao cho người trẻ tuổi bản thân giải quyết đi cái này gọi là cái gì nhỉ yêu đương tự do đại huynh mỉm cười nói cầm cung lão giả khẽ gật đầu cùng lúc đó thiên đạo phòng tối bên trong bạch tiền bối ngừng xe đẩy theo trên xe bò xuống không được đây nơi đây cũng là ngõ cụt bạch tiền bối đưa tay hướng hư không sờ soạng phía trước xuất hiện tầng một màu đen tinh bích ngăn cản bất luận kẻ nào rời đi. Hơn nữa tại cái không gian này trong bước nhảy không gian năng lực bị cấm chỉ không cách nào rời đi. Nếu là ngõ cụt không cách nào rời đi chúng ta đây muốn câu rùa sao? Vũ Nhu Tử lên tiếng hỏi. Bạch Tiền Bối phân thân trong tay còn có một phần Bá Tống Huyền Thánh màu lam tóc dài vật kia khả năng hấp dẫn tai nạn cửa quy đến. Cũng chỉ làm vậy Bạch Tiền Bối nhẹ gật đầu. Lần này nếu như còn có tai nạn cửa quy tới cửa. Chúng ta không nói hai lời, làm lật hắn. Tiếp đó ta muốn cẩn thận nghiên cứu một chút tai nạn cửa quy, thân thể cấu tạo, phá giải chúng nó, vượt qua thời không dạo bước nguyên lý. Đến lúc đó, chúng ta có thể theo Thiên đạo phòng tối, bên trong đi ra. Càng trọng yếu chính là, tương lai chúng ta liền rút cuộc không cần sợ, Thiên đạo phòng tối bị bắt cũng không cần lo lắng. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Bạch Tiền bối lộ ra vui vẻ thần tình có chút thời gian không thấy được bạch tiền bối lộ ra loại này phát ra từ nội tâm vui vẻ thần tình. Bạch tiền bối lấy ra vậy dày đặc màu lam tóc dài, trải tại hư không. Sau đó, hắn tế ra, công đức chi thụ vận sức chờ phát động. Tống thư hàng sau lưng, công đức xà mỹ nhân hiện thân, nàng tế ra xích tiêu kiếm, thời điểm mấu chốt cũng có thể chém ra bát phẩm huyền thánh cấp công kích, thậm chí xích tiêu kiếm toàn lực bộc phát lời nói, còn có thể chém ra cửu phẩm cấp hỏa diễm đao vũ nhu tử cùng tô thị a thập lục tránh sang phía sau đứng ngoài quan sát chiến cuộc thời gian từng phút từng giây vượt qua tai nạn cự quy chậm chạp không có xuất hiện phải có kiên nhẫn giống như là câu cá kiên nhẫn không đủ lời nói con cá chắc là sẽ không mắc câu đấy hơn nữa muốn thu liếm khí tức nếu không giống như tai nạn cự quy loại này có thể vượt qua thời không dạo bước chủng tộc giác quan nhạy cảm nếu như cảm ứng được bất an về sau nói không chừng sẽ rút đi bạch tiền bối nói vậy là mọi người bắt đầu kiên nhẫn đợi nếu như nhàn rỗi lời nhàm chán liền thừa cơ tu luyện một lát nơi này và phòng tối bên trong bất đồng nơi đây linh khí còn là rất sung túc đấy bạch tiền bối lại nhắc nhở có thể là bởi vì nơi này lúc trước là tồn chữ đại lượng bảo vật địa phương bởi vì thời gian dài bảo vật trồng chất nguyên nhân nơi đây linh lực rất sung túc rất thích hợp tu luyện bên kia thiên đạo phòng trắng nhỏ bên trong huyền nữ môn vân tước tử bị nhốt tại trong này tại bị giam vào thiên đạo phòng trắng nhỏ bên trong về sau nàng cùng cửu u liên hệ gián đoạn phụ thân vào trong cơ thể nàng cửu u đại lão đã mất đi năng lượng con đường biến suy yếu vân tước tử ý thức một lần nữa chiếm cứ thượng phong nắm giữ thân thể quyền khống chế ồ ta lại đi ra ta còn cho rằng lần này cần mấy trăm thậm chí mấy nghìn năm mới có thể một lần nữa ngoi đầu lên đây vân tước tử lơ lửng ở hư không lên tiếng nói. Đúng rồi, nơi này là chỗ nào? Có ai không? Có thể trở về cái lời nói không? Vân Tước Tử lớn tiếng kêu lên. Nàng cảm giác nơi đây không phải cửu u thế giới, hơn nữa trong thiên địa linh lực rất bẩn cùng, toàn bộ thiên địa trắng xóa một mảnh, không còn có cái gì. Ngốc lâu rồi về sau, nàng cảm giác có chút muốn ói. Trắng xóa một mảnh, quả thực muốn mạng, Vân Tước Tử buồn rầu nói. Dạng này trong thế giới không còn có cái gì, rất nhàm chán đấy. Vân tước tử trên không trung bay nha bay nha, nhàm chán qua lại lăn lộn. Thiệt là, nếu lần trước không tìm chết quá mạnh lời nói, hiện tại ta hẳn là tại cuồng đao tam lãng tiểu hữu trong nhà đi. Hắn là rất có ý tứ đạo hữu vân tước tử nói. Nàng đặc biệt thưởng thức tam lãng, cảm giác hai người tính cách rất hợp tới đây. Nhìn xem tam lãng tìm đường chết, rất thú vị. Tuy rằng không biết tam lãng đến cùng phải hay không người nàng muốn tìm. Nhưng mà, tại nàng dài dòng buồn chán trong đời, có thể hợp tính thật sự rất ít. Dù sao trên thế giới này, giống như cuồng đao tam lãng dạng này đem tìm đường chết, trở thành nghề nghiệp, trở thành sinh mệnh nhất định không thể thiếu một bộ phận người, thật sự rất ít, 10 vạn năm cũng khó khăn cho ra một cái. Có chút đã hối hận, sớm biết như vậy lần trước không muốn làm lớn như vậy chết, dạng này nàng lại có thể tìm tam lãng đi chơi. Hiện tại, nàng cũng không biết bị cửu u đại lão đưa đến địa phương nào. Cái này quái dị địa phương ngoại trừ màu trắng còn là màu trắng, không còn có cái gì. Muốn điên rồi, muốn điên rồi. A a a, Cửu U đại lão, ngươi còn đang ở thân thể ta trong đúng không? Tới đây trò chuyện một lát chứ sao? Hồi đáp cái lời nói a, à, chúng ta liền trò chuyện 5 phút đồng hồ cũng tốt a. À? Ta đây trước mở đầu có được hay không? Ngươi tại sao phải vừa ý thân thể của ta? Thân thể của ta đến cùng có chỗ đặc thù gì? Tự chính mình cũng rất tò mò vấn đề này đấy cửu u đại lão ta tất 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 mụ mụ ngươi cái này cũng không đáp lời ngươi không có mụ mụ sao lầm bầm lầu bầu rất lúng túng đấy nếu không đem thân thể của ta quyền khống chế giao cho ngươi a à, ngươi đi ra a à, chúng ta thật tốt tâm sự cơ hội khó được ta cảm giác trên thế giới này mâu thuẫn đều có thể ngồi xuống tới đây thật tốt hiệp thương đấy ngươi tốt ta tốt mọi người khỏe nhật ti tiện cầu có hồi đáp hay không a a a thật nhàm chán Thật nhàm chán, thật nhàm chán. Huyền nữ Môn Vân Tước Tử trên không trung điên cuồng lăn mình. Thật nhàm chán, thật là muốn mang thai. A à nha, nói lên mang thai, nguyên bản còn nghĩ qua có muốn hay không cùng Tam Lãng kết làm đạo lữ, sinh cái đáng yêu hài tử. Ta cảm giác lấy ta gen lại phối hợp Tam Lãng tìm đường chết gen, nhất định có thể sinh ra một cái rất thú vị hài tử. Vân Tước Tử lẩm bẩm nói. Quyết định rồi, lần này nếu như từ cái này trắng bệch trong không gian đi ra liền đi tìm tam lãng muốn đứa bé huyền nữ môn vân tước tử nhàm chán ngẩng đầu vẫn không nhúc nhích đối với yêu tìm đường chết người mà nói không có so với nhàm chán càng đáng sợ tam lãng như vậy vân tước tử cũng như vậy nhàm chán nửa ngày về sau vân tước tử đột nhiên nghĩ đến một sự kiện ta có thể độ kiếp chơi a à? nàng nhãn tình sáng lên sau một khắc nàng bắt đầu rất ấm ức trùng kích bát phẩm cảnh giới Cùng một thời gian, Tống thư hàng hạch tâm thế giới, bộ kia bá Tống Huyền Thánh dự phòng thân thể, khẽ chấn động. Chương 1335, mời ý thức của ngươi đi tìm chết một lần được không? Thiên kiếp đến đến đến, ta muốn chính tông thiên kiếp, lúc trước cái loại này nhược kê ma kiếp, ai muốn độ a? Huyền nữ Môn Vân Tước Tử vui vẻ nói. Trong cơ thể nàng tôn giả cấp linh lực điên cuồng bộc phát, trực tiếp đem nàng đội lên tấn trước bát phẩm cảnh giới mức độ. Sau đó Tại độ kiếp pháp tác ảnh hưởng, Vân Tước Tử thoát ly, thiên đạo phòng trắng nhỏ, tiến nhập đến bát phẩm huyền thánh thiên kiếp trong thế giới. Ha 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 ha, ta quả như kỳ mẫu thông minh đấy. Thiên kiếp thế giới, chính tông, không phải nhược kê ma kiếp. Âu oh y, yeah, kích thích, huyền nữ môn Vân Tước Tử cười lên ha ha. Tại bên cạnh của nàng, có cuồng bạo lôi hải ngưng tụ, ngưng tụ tại đỉnh đầu của nàng. Lôi hải bên trong tràn đầy hủy diệt khí tức, cái này quy mô vượt xa bình thường bát phẩm huyền thánh thiên kiếp chính hợp ý ta a à, huyền nữ môn vân tước tử nói đang khi nói chuyện đột nhiên có một đạo thân ảnh theo trong hư không nện xuống trực tiếp nện vào vân tước tử trước người đó là một vị khuôn mặt hiền lành cả người lẫn vật vô hại thiếu niên lang lúc này vị thiếu niên này lang quang lưu lưu nằm ở trước mặt nàng thân hình khác thường vặn vẹo lên huyền nữ môn vân tước tử nàng ngồi xổm xuống chọc chọc vị thiếu niên này lang. Ta ích là đang sống. Vân tước tử chấn kinh rồi, cái này rõ ràng là thiên kiếp của nàng, vì sao sẽ có người thiếu niên lang rơi vào tới. Chờ chút, thiếu niên này lang bên mặt nhìn xem có chút nhìn quen mắt. Huyền nữ môn vân tước tử đưa tay lật chính thiếu niên khuôn mặt ách. Đây không phải bá tống đi. Có lẽ là huyền nữ môn vân tước tử so với tống thư hàng sớm một bước bị giam vào phòng tối nguyên nhân, cũng có thể là nàng bản thân thì có cổ quái, dù sao nàng còn có thể nhớ kỹ tống thư hàng, liếc liền nhận ra hắn. Này, bá tống tiểu hữu người làm sao chạy đến nơi đây? Đây là của ta thiên kiếp A, người nhảy vào tới đây xem náo nhiệt gì. Vân tước tử chọc chọc tống thư hàng. Thế nhưng, tống thư hàng không có chút nào phản ứng. Ngủ rồi, đã hôn mê rồi hả? Kỳ quái, thiên đạo đây là cái gì thao tác phương thức, tại sao phải đem bá tống đạo hữu cuốn vào thiên kiếp của ta? huyền nữ môn vân tước tử sờ sờ cầm rơi vào trầm tư suy nghĩ một chút về sau nghĩ nửa ngày đột nhiên nàng dùng sức vỗ tay một cái quản hắn là nguyên nhân gì đây nhiều bá tống huyền thánh tới đây tham gia náo nhiệt thiên kiếp uy lực sẽ biến mạnh hơn thì càng thêm đã kích thích đi bá tống đạo hiếu để cho chúng ta dắt tay cùng một chỗ vượt qua lần này thiên kiếp tiếp đó oanh oanh liệt liệt nhân tiền hiển thánh đi nếu như chúng ta có thể thuận lợi độ kiếp nhân tiền hiển thánh lời nói ta muốn báo tố tam lãng đạo hiếu, ta nhàm chán đến muốn mang thai sự tình. Khi nàng nói đến, mang thai, thời gian, đột nhiên cảm giác mắt trái có chút nóng lên. Hai chữ này tựa hồ kích hoạt lên mắt trái bên trong cái nào đó công năng. Vân tước tử đưa tay che lại bản thân mắt trái, đúng rồi, nghĩ tới, ta mắt trái là ánh mắt của hắn A, nho ra thánh nhân mang thai chi nhãn. Huyền nữ môn vân tước tử theo bản năng nhìn về phía ngã sắp trên đất bá tống huyền thánh. Bá Tống Huyền Thánh một mực hôn mê bất tỉnh, có muốn hay không cho hắn tới đây một phát, nhìn là mang thai lợi dụng mang thai sinh nở thống khổ, khiến hắn tỉnh táo lại. Vân Tước Tử nghĩ tới đây thời điểm, có chút ngon ngoe muốn thử. Nhưng mà suy nghĩ một chút về sau, nàng lắc đầu. Không được, kế tiếp lập tức là thiên kiếp, nhìn là mang thai hiệu quả kéo dài hơn nửa canh giờ, ngộ nhỡ bá Tống đạo hữu bởi vì sinh nở đau khổ, đã bị chết ở tại dưới thiên kiếp, đó chính là tội của nàng nàng mình thích tìm đường chết nhưng mà nàng là có nguyên tắc nữ nhân nếu như nàng tìm đường chết hại chết đạo hiếu vậy tuyệt đối không được dù sao không phải mỗi người cũng giống như nàng đều yêu tự tìm cái chết không biết có phải hay không né qua một kiếp nguyên nhân bá tống huyền thánh thân thể khẽ co quắp một chút bá tống còn không có thức tỉnh nhưng mà cũng có cái khác ý thức thanh tỉnh lại thiên kiếp thế giới ngày cửu u đại lão dịch thể kim trúc cầu lưu lại vân tước tử trong cơ thể vậy một phần nhỏ ý thức khôi phục thanh tình nhưng mà ý thức của nó còn đang ở hạ phong không cách nào cướp lấy thân thể quyền khống chế nói đùa gì vậy vậy mà sẽ ở thiên kiếp trong thế giới hắn thế nhưng là cửu u bên cạnh tồn tại bị thiên kiếp loại vật này khắc chế cái thiên kiếp này thế giới đối với nó mà nói quả thực giống như địa ngục ha 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 người rốt cuộc tỉnh a vân tước tử vui vẻ nói nàng tại cái đó thuần trắng thế giới Bên trong nhàm chán quá lâu, thật vất vả tìm được cái có thể lại nói đối tượng, nàng phát ra từ nội tâm vui vẻ. Tại sao phải tại thiên kiếp thế giới? Cửu U đại lão giận dữ hết. Bởi vì nhàm chán a, Vân Tước Tử trả lời, tại cái đó thuần trắng trong thế giới, không có bất kỳ người nào theo giúp ta nói chuyện phiếm, không ai theo giúp ta nói chuyện. Ta nhàm chán đến nghĩ sinh con cũng không có người phối hợp ta. Vì vậy, ngoại trừ độ kiếp bên ngoài ta còn có thể làm gì? Người đây là tự tìm đường chết, không có có bất kỳ chuẩn bị nào tới liền độ bát phẩm thiên kiếp, hơn nữa. Người lại vẫn mang tiểu hào tới đây độ kiếp, ngại chết không đủ nhanh sao. Cửu U Đại Lão nói. Vân Tước Tử đưa tay mơn trớn bản thân màu lam tóc dài, trong hư không, lôi hải ba ba rung động. Vân Tước Tử tóc dài không gió mà bay. Nàng há miệng, nói khẽ thiếp thân. Oanh! Một tiếng sấm rền, trong hư không lôi hải bên trong cuồng lôi đánh rớt lôi minh đè qua vân tước tử thanh âm, không ai nghe rõ vân tước tử tại nói cái gì. lôi hải bạo tạc, luồng thứ nhất thiên kiếp liền trình diễn tất cả vũ khí lớn tập hợp. lôi hải bên trong thiên kiếp hóa thành hơn một nghìn loại pháp khí, mỗi một chủng đều là thất phẩm đỉnh phong cấp bậc. tới tốt lắm, vân tước tử nhẹ nhàng tại trên thân thể khẽ vỗ, trên thân nhiều hơn một thân trang phục. đó là một loại bó sát người y phục chiến đấu, đem vân tước tử dáng người hoàn mỹ chợt hiện tại trên đầu nàng nhiều hơn một đỉnh màu trắng mũ nồi, thật dài tóc xanh thẳng rủ xuống đến bắp chân. Lần này thử xem cái này băng hệ bí pháp, vân tước tử chắp hai tay cùng, một thanh 30 mét chiều dài mũi băng nhọn tại trong tay nàng thành hình. Không ai biết rõ vân tước tử sống bao lâu, thậm chí ngay cả chính nàng đều quên, cảnh giới của nàng cũng rất kỳ quái, đến bây giờ cũng còn chỉ có thất phẩm tôn giả cảnh giới. Mà tại dài dòng buồn chán trong đời, vân tước tử nắm giữ vô số bí pháp, có chút thậm chí ngoại giới đã thất truyền, vẹn vẹn giữ lại tại vân tước tử trong trí nhớ. Nàng huy động mũi băng nhọn, chính diện đón đánh vậy hơn một nghìn chuôi thiên kiếp pháp khí. Băng hoàn quấy, đem thiên kiếp pháp khí từng cái chém vỡ. Thế nhưng còn có bộ phận thiên kiếp lôi dọc theo mũi băng nhọn tràn vào vân tước tử thân thể. Vân tước tử bản thân ngược lại không có cảm giác gì, trong cơ thể nàng, cửu u đại lão ý thức phát ra trận trận kêu thảm cửu u đại lão dự trữ tại vân tước tử năng lượng trong cơ thể càng ngày càng ít. a à, cùng ta nghĩ, vân tước tử lên tiếng nói, thiên kiếp là khắc tinh của ngươi. Chỉ cần ta độ kiếp thời gian đủ dài, ngươi lưu lại trong cơ thể ta ấn ký cũng sẽ bị triệt để mài đi. Ngươi cố ý, dịch thể kim trúc cầu cắn răng nói. Không có gì, ta thật chỉ là nhàm chán độ cái kiếp, với ta mà nói. Thiên kiếp đối với ngươi thương tổn là ta mình cũng cảm giác được ngoài ý muốn sự tình ban đầu ta cảm giác có thể cùng ngươi tâm sự, hiệp thương một chút giữa chúng ta ở chung hình thức. Huyền nữ môn vân tước tử dùng sức ném mũi băng nhọn. Mũi băng nhọn tại trong hư không nổ bung, kinh khủng trùng kích hướng bốn phương tám hướng đẩy ra. Nổ tung uy lực vung lên vân tước tử màu lam tóc dài, một bộ phận tóc dài về phía trước vung vẩy, che ở vân tước tử nửa khuôn mặt mặt. Vân tước tử tướng mạo có điểm giống Trung Quốc và phương Tây con lai, ngũ quan đã có người phương Đông tinh xảo, cũng có người phương Tây lập thể cảm giác. Dưới tình huống bình thường, một mực bảo chỉ dáng tươi cười nàng, nhìn qua rất có lực tương tác. Mà khi nàng nửa khuôn mặt mặt bị che khuất, chỉ lộ ra màu lam ánh mắt thời gian, liền có thể phát hiện vân tước tử ánh mắt đặc biệt lợi hại. Bất quá bây giờ xem ra, thiếp thân cùng người hai bên không còn muốn hiệp thương, mời ngươi lưu lại thiếp thân trong cơ thể ý thức, đi tìm chết một lần được không?" Vân Tước Tử nói khẽ. Giờ khắc này nàng quả thực giống như thay đổi một người. Cửu U Đại Lão chỉ cảm thấy trước mắt phân tước tử biến thật lạ lắm, hoàn toàn không phải hắn biết cái kia yêu thích tìm đường chết, đỉnh đạc phân tước tử. Đang khi nói chuyện, phân tước tử chân dài nhất câu, đem bá tống đạo hữu nằm sấp thi thể thân thể cuộn lên, thân hình nhanh chóng hướng lui về phía sau đi, tránh đi nổ tung uy lực còn lại. Chính là bát phẩm thiên kiếp, nghĩ mài đi ý thức của ta quả thực là nằm mơ. Dịch thể kim trúc cầu nói vân tước tử con mắt cụp xuống đúng không không có nhiều hơn nữa phát biểu vân tước tử đột nhiên một đầu chui vào đến thiên kiếp bên trong lúc này đây nàng chủ động dẫn dắt thiên kiếp lực lượng tiến nhập thân thể của mình dịch thể kim trúc cầu ý thức vừa giận vừa vội nhưng hắn không cách nào khống chế vân tước tử thân thể không ai ưa thích bị người khống chế được nhục thể của mình thiếp thân tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ vân tước tử buông tha cho chống cự thậm chí chủ động dẫn thiên kiếp lực lượng nhập vào cơ thể, dẫn dắt thiên kiếp lực lượng phai mở cửu u đại lão y thức. Mà tại vân tước tử toàn lực đối kháng thiên kiếp thời gian, có không ít thiên kiếp ảnh hưởng hướng phía, bá tống huyền thánh, nhục thân rơi đi. Lần này thiên kiếp chủ thể là huyền nữ môn vân tước tử, bá tống huyền thánh chẳng biết tại sao trở thành thiên kiếp bổ sung phẩm. Thiên kiếp chủ công vân tước tử, nhưng mà cũng có thể dọn ra một chút năng lượng tới đây oanh diệt bá tống huyền thánh nhục thân ba 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 giật cô độc âm thanh nổ lên vài đạo thiên kiếp lôi rơi vào đáng thương bá tống huyền thánh nhục thân bên trên đem nhục thể của hắn giật bên ngoài cháy trong non bên kia phòng tối bên trong nguyên bản đang tu luyện tống thư hàng mãnh liệt mở to mắt cả người hắn run rẩy lên liền dường như điện giật a a a tống thư hàng theo xe đẩy bên trong bật lên toàn bộ người kịch liệt vặn vẹo còn đang ở kiên nhẫn câu cá bạch tiền bối sờ xoay đầu lại thư hàng người thì thế nào Căng gân, tai nạn cự quy chậm chạp không lên trận, vậy là tại bạch tiền bối theo đề nghị, Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục, Vũ Nhu Tử đều tiến nhập trạng thái tu luyện. Bạch tiền bối một người tại đó kiên nhẫn câu cá, ừ, nói đúng ra, là câu rùa. Không, ta giống như điện giật, cái này dòng điện mức độ mạnh không có bằng hữu ta thiếu chút nữa muốn bị điện giật chết. Tống Thư Hàng cắn răng nói, không ai giật ngươi a Tống Tiền Bối, Vũ Nhu Tử mở to mắt nói. Tô Thị A thập lục vội vàng đưa tay nhẹ nhàng tiếp xúc Tống Thư Hàng, tiếp đó lắc đầu, không có dòng điện kỳ quái, vừa rồi phảng phất có lôi điện bổ vào trên người ta. A a a a lại tới nữa, lại tới nữa. Tống Thư Hàng run rẩy nói, nước miếng đều bị giật đi ra, tư vị này thật sự là chua thoải mái, luôn cảm giác loại này bị giật tư vị rất quen thuộc. A, à, ta nhớ ra rồi, lần trước tay trái của ta mượn bạch tiền bối tại Thiên Kiếp trong thế giới độ kiếp thời điểm chính là loại này cảm giác, loại trình độ này điện giật mức độ, không có sai." Tống Thư Hàng khẳng định nói. Chương 1336, trước đây chưa từng gặp độ kiếp phương pháp. Bệnh lâu thành lương y, mà Tống Thư Hàng bị điện lâu rồi về sau, hôm nay dựa vào cảm giác đều có thể xem xét thiên kiếp dòng điện đẳng cấp cường độ. Hắn đặc biệt xác định, thân thể cảm nhận được dòng điện đẳng cấp là bát phẩm huyền thánh cấp thiên kiếp cường độ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? ta vừa không có độ, thiên kiếp cũng không có đem thân thể của mình bộ vị ấy ấy cấp cho đạo hữu đi độ kiếp A. Lần này không phải ta nổi ta đều vừa mới theo thiên kiếp trong thế giới đi ra. Bạch tiền bối phân thân nói, hắn là trong sạch. A a a lại tới, tống thư hàng toàn thân run rẩy, dục tiên dục tử. Tại bị điên cuồng diện giật trong quá trình, hắn đột nhiên linh quang lóe lên, chẳng lẽ là cỗ thân thể kia. Ý thức của hắn đảo qua bản thân, hạch tâm thế giới trước tiên hướng, đao kiếm phong, chân núi nhìn lại. Tại đó, nguyên bản bị vô ảnh kiếm cổ kéo tới, bá tống huyền thánh dự phòng nhục thân cũng đã biến mất không thấy. Quả nhiên là này là dự phòng thân thể nồi, tống thư hàng cắn răng nói. Bạch tiền bối phân thân, ta bộ kia từ phục sinh pháp khí bị sớm kích hoạt biến ra nhục thân biến mất không thấy. Nếu như ta không có đoán sai, bộ kia nhục thân nhất định là chạy đến thiên kiếp thế giới độ kiếp đi. Tống Thư Hàng khẳng định nói. Tô Thị A thập lục trầm tư chốc lát nói, nhưng người bộ kia dự phòng nhục thân cùng bản thể, là tứ phẩm cảnh giới đi. Làm sao sẽ chạy tới độ bát phẩm thiên kiếp? Chẳng lẽ cũng như lần trước như vậy, có mấy cái tu sĩ độ kiếp, thiên kiếp dị biến, trực tiếp đem bọn ngươi đều kéo vào đến thiên kiếp thế giới. Bạch tiền bối hỏi, Tống Thư Hàng lắc đầu, nơi đó là hắn hạch tâm thế giới, không có tại độ kiếp. Giả thiết, nếu như không phải Tống tiền bối tại độ kiếp, mà là hắn bộ kia dự phòng nhục thân bởi vì bị liên quan đến, bị cuốn vào đến thiên kiếp thế giới đây. Vũ Nhu Tử đưa ra một cái giả thiết. Tô Thị A thập lục, dự phòng nhục thân sẽ phải chịu người nào liên quan đến. Bạch tiền bối tay phải một búa tay trái, Vân tước tử tiên tử, nhất định là nàng không sai. Bởi vì phục sinh dùng đạo cụ lấy, Vân tước tử chi nhãn, làm hạch tâm luyện chế. Vì vậy, nếu như vân tước tử lần nữa trùng kích bát phẩm huyền thánh cảnh giới, thì có khả năng rất lớn đem Tống Thư Hàng dự phòng nhục thân cuốn vào. a à, 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 không sống được đấy Tống Thư Hàng lại là một hồi run rẩy lần này dòng điện cường độ biến càng to lớn rồi một ít. Còn như vậy tiếp tục bị điện giật không phải biện pháp, hắn phải nghĩ ra ứng đối phương pháp mới được. Muốn không, ta đem người đánh ngất xỉu thử xem, người chỉ cần ngủ tới, ý thức thì có tỷ lệ đi vào đến dự phòng nhục thân bên trong. Đến lúc đó, có thể nắm giữ quyền chủ động, so với như bây giờ bị động phải mạnh hơn. Bạch tiền bối nói. Tống thư hàng nghiến răng gật đầu. Tốt. Sau một khắc, Tống thư hàng cũng cảm giác trước mắt một đen. Bạch tiền bối ngón tay thon dài điểm tại hắn cái chán. Hắn thì cứ như vậy thẳng tắp té xuống. Tô thị A thập lục đưa tay nâng ở Tống thư hàng, đưa hắn đưa đến xe đẩy thùng xe bên trong. Đúng rồi. A thập lục, Bạch tiền bối, các ngươi có hay không có cảm thấy Tống tiền bối khí tức một mực ở tăng cường. Vũ Nhu Tử đột nhiên lên tiếng nói. Hoàn toàn chính xác, mỗi khi Tống Thư Hàng thân thể bắt đầu run rẩy thời gian, khí tức của hắn ngược lại sẽ tăng cường một chút. Tại hắn trong cơ thể, đệ nhị cây, tiên cốt, đang tại thành hình. Tứ phẩm tu sĩ, luyện chính là chín đại, tiên cốt những thứ này tiên cốt không phải chân chính xương cốt, mà là như nhân thể xương cốt, khởi động tu sĩ toàn bộ tu luyện hệ thống, xương. Vô luận là khiếu huyệt, đan điền, kỳ mạch, đều là phụ thuộc vào tiên cốt phía trên, tiên cốt lực lượng, thẳng vào bản mệnh đan điền hư đan bên trên, đâm vào hư đan bên trong, củng cố rèn luyện hư đan. Lúc chín đại tiên cốt ngưng tụ đầy đủ hết, thì có tỷ lệ trùng kích cảnh giới kim đan. Tiên cốt đâm vào hư đan quá trình cực độ nguy hiểm, một cái không cẩn thận, hư đan nghiền nát, tu sĩ liền hầu như lại không có tấn cấp cơ hội. Trừ phi có thể tìm thiên tài địa bảo hoặc là từ đại năng ra tay cứu trị, đúc lại hư đan. Theo tứ phẩm tấn chức ngũ phẩm, Tổng cộng 9 đạo sinh tử đại quan, đây cũng là ngũ phẩm kim đan linh hoàng số lượng đối lập tứ phẩm mà nói sẽ như thế thừa thất nguyên nhân. Xem ra, là thiên kiếp lực lượng tại rèn luyện lấy trong cơ thể hắn tiên cốt. Bạch Tiền Bối sờ sờ cầm nói, "Tô thị a thập lục, thế nhưng thừa nhận thiên kiếp không phải tống thư hàng dự phòng nhục thân sao?" Dự phòng nhục thân thừa nhận thiên kiếp nỗi khổ, bản thể lại có thể cảm ứng được cái kia dự phòng nhục thân bị rèn luyện có thể chiếu rọi đến bản thể trên thân cũng rất bình thường. Bạch tiền bối nói, tô thị A thập lục vuốt vuốt mi tâm, có chút không thể giải thích vì sao trong đó nguyên lý. Thiên kiếp trong thế giới, nằm sấp nằm trên mặt đất bên trên, bá tống huyền thánh nhục thân, lý ngư đả đính động tác bật tôm nhảy dựng lên. Oanh, bởi vì nhảy rất cao, vị trí quá đúng giờ, một đạo thiên kiếp lôi hung hăng rơi vào trên người hắn, đưa hắn bổ toàn thân run rẩy rơi xuống hồi đáp mặt đất nếu như là bình thường tứ phẩm cường giả nhục thân đã trúng mấy phát bát phẩm thiên kiếp lôi kiếp về sau chỉ có một con đường chết dù là đây không phải bát phẩm lôi kiếp đánh chính diện chỉ là một chút uy lực còn lại đối với bình thường tứ phẩm tu sĩ mà nói cũng là chí mạng nhưng tống thư hàng nhưng chỉ là toàn thân cháy đen rơi xuống trên mặt đất tuy rằng tổn thương rất nặng dục tiên dục tử nhưng cách bị vùi dập giữa chợ còn có rất xa Tống Thư Hàng giấy dụa lấy lăn lên, há mồm phun ra một đạo khói đen. Không chỉ có là nhục thân, liền nội tạng đều nhận lấy lôi kiếp thương tổn. Còn sống, còn chưa có chết, Tống Thư Hàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Có thể là nhục thể của hắn vượt xa bình thường tứ phẩm tu sĩ cường độ, cũng có thể có thể là hắn bị bát phẩm lôi kiếp bổ thật lâu, có nhất định miễn dịch hiệu quả. Đồng thời ánh mắt của hắn hướng nơi xa, lôi hải, nhìn lại. Tại đó quả nhiên có một đạo thân ảnh quen thuộc vừa dài vừa dày tóc xanh, có con lai mùi vị khuôn mặt. Vân tước tử tiên tử. Đây là hắn lần này tai nạn ngọn nguồn. Vân tước tử tiên tử độ kiếp tư thế, tống thư hàng trước đây chưa từng gặp. Tu sĩ khác độ kiếp, tổng thể bên trên có thể chia làm giáp ất bính ba loại ứng đối kế sách. Giáp lấy thực lực cường đại cứng rắn đánh thiên kiếp, nhân vật đại biểu là bạch tiền bối nhất lưu cái thiên kiếp này tốt có ý tứ, ta đến đánh một lớp, kéo về ra sản chiến lợi phẩm ất lấy cường đại lực phòng ngự mạnh mẽ chống thiên kiếp nhân vật đại biểu là nghìn năm thứ năm thánh đông qua thánh quân tới đây a à, tới đây bổ lão tử a à, phá phòng ngự của ta tính ta thua không phá được phòng ngự chúng ta liền oanh oanh liệt liệt dây dưa cái ba năm năm bính lấy các loại quỷ dị bí thuật trận pháp chờ phụ trợ kéo dài tới thiên kiếp chấm dứt nhân vật đại biểu là nghìn năm thứ hai ba bốn thánh ôm đầu ngồi sổm phòng bí pháp cùng mãnh hổ rơi xuống đất thức phòng ngự bí pháp cha ngươi là ta cha cầu hạ thủ nhẹ một chút mà vân tước tử tiên tử độ kiếp phương pháp chính là nằm ở thiên kiếp bên trong lăn lộn. À, à à đau quá đau quá. Có một thanh âm không ngừng theo vân tước tử trong cơ thể toát ra. Không đề phòng điều khiển, không công kích, không thi triển bí pháp. Dựa vào là chính là mình cái kia dày đặc thanh máu HP. Liền nhìn là thiên kiếp uy lực càng lớn, còn là của mình tính mạng cứng hơn. Tống thư hàng đều nhìn ngây người. Hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này độ kiếp phương pháp quả thực tàn nhẫn đối với chính mình tàn nhẫn, không coi mạng của mình ra gì. chương 1337, cảnh giới đua xe, ta tổ hợp pháp khí làm sao bây giờ? Giờ khắc này, bá Tống Huyền Thánh đột nhiên có chút minh bạch, tai nạn cửa quy trong bụng như ngọn núi trồng chất, phân tước từ bộ phận thân thể là chuyện gì xảy ra? A, à, bá Tống Đạo Hiếu, người đã tỉnh A, tại thiên kiếp bên trong lăn lộn vân tước tử, vẫn còn có công phu cùng Tống Thư Hàng chào hỏi nàng đối với Tống Thư Hàng phất tay, lộ ra một cái thêm mỹ dáng tươi cười. Nhìn qua thật thê thảm. Vân tước tử tiền bối, ngài không cân nhắc đổi lại độ kiếp phương pháp sao? Tống Thư Hàng hỏi, đồng thời thân hình hắn nhanh chóng lui về phía sau, tránh né kiếp lôi uy lực còn lại. Thiên kiếp mục tiêu là vân tước tử, Tống Thư Hàng chỉ là bị lan đến gần. Hắn chỉ cần trốn xa điểm, thiên kiếp tạm thời cũng sẽ không vô cùng chiếu cố hắn. Tạm thời là cái dạng này. Nhưng mà, tại xử lý sạch Vân Tước Tử sau đó, Thiên Kiếp khẳng định rất nguyện ý thuận tay giết chết Tống Thư Hàng. Không cần, ta hiện tại rất tốt. A a a, không cần lo lắng cho ta." Vân Tước Tử nhếch miệng cười nói. "Tống Thư Hàng, thế nhưng Vân Tước Tử tiền bối, ta thật hoàn toàn nhìn không ra ngươi đến cùng ở đâu, rất tốt, ngươi xem trọng đi dược hoàn nữa a." À. Hơn nữa theo Thiên Kiếp hình thái đến xem, thăm dò tính công kích muốn kết thúc. Kế tiếp là hiện đại hóa thiên kiếp phủ xuống đi. Nói đến là đến. Tống Thư Hàng ý niệm trong đầu vừa mới hiện lên, trong hư không cái kia minh mông bát ngát lôi hải bên trong, toát ra như mọc thành phiến thiên kiếp đạn đạo. Chỉ là bình thường đạn đạo đầu, không phải đầu đạn hạt nhân. Cái này một lớp nếu muốn nổ tung lên, Tống Thư Hàng cảm giác mình cái này tiểu thể cốt rất khó chống đỡ. Lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, xuất hiện đi. Tống Thư Hàng triệu hoán công đức xà mỹ nhân tiếc nuối chính là công đức xà mỹ nhân không có hiện thân. Thiên đạo phòng tối là cái rất kỳ diệu thế giới, công đức xà mỹ nhân bây giờ còn phụ thân vào hắn bản thể bên trên, không cách nào chuyển di đến. Vọng thiên, ta độ kiếp đại hách không thể liên tiếp tổn hao thành công A. Tống thư hàng đậu đen rau má nói. Lúc trước đã nói, tu sĩ độ kiếp ước chừng chia giáp ất bính ba loại, phân tước tử không thuộc về trong đó bất kỳ một điều, tống thư hàng đồng dạng cũng không thuộc về ba người. Hắn nhớ lại bản thân hai tấn ba thiên kiếp cùng ba tấn bốn thiên kiếp, suy nghĩ một chút, tổng hợp chính là tựa hách độ kiếp. Không phải hắn sợ, mà là hắn gặp gỡ thiên kiếp quá biến thái, động một chút lại bát phẩm thiên kiếp. Hắn một cái tứ phẩm tiểu tu sĩ cái nào ăn hết được a? À? Có loại cho hắn tới đây một vòng bình thường thiên kiếp a, à? bình thường ba tấn bốn thiên kiếp, hắn chính diện cứng rắn còn không sợ. Đối mặt không bình thường thiên kiếp, hắn cũng chỉ có thể có hơn treo. Công đức xà mỹ nhân là trước mắt Tống thư hàng độ kiếp lớn nhất khách, nàng cùng Tống thư hàng là nhất thể, gia nhập thiên kiếp cũng sẽ không tăng cường thiên kiếp uy lực. Mà chỉ cần đeo lên Bình Thiên Quan, về sau coi như là bát phẩm thiên kiếp nàng cũng vui mừng cho ngươi xem. Kế tiếp là có thể kéo dài tiến hóa loại hình hách, linh quỷ Diệp Tư nhưng cùng lần trước thiên kiếp, lần này Diệp Tư lại ở vào bế quan trạng thái, không cách nào đi ra trợ Tống thư hàng giúp một tay. Ngoài ra lần trước thiên kiếp bên trong phát huy tác dụng cực lớn, khôi lỗi mỹ nhân nàng còn đang ở tự mình chữa trị trong quá trình. Vừa đạt được, thất sinh phù phù chủ, đưa tới duy tu tài liệu, nàng còn không có hoàn toàn chữa trị bản thân. Hơn nữa, khôi lỗi mỹ nhân cũng ở đây bản thể chỗ đó, không cách nào chuyển di đến. Khác bao gồm quy tiền bối, lục tu tiên tử, cửu tu phượng hoàng đao, cũng còn tại hạch tâm trong thế giới. Nhưng đây đều là ngoại lực. Một khi nhúng tay thiên kiếp, sẽ tăng lớn thiên kiếp uy lực. Hơn nữa, hạch tâm thế giới tại tiến nhập thiên kiếp thế giới về sau, cũng sẽ bị hạn chế. Tống thư hàng hạch tâm thế giới trải qua thăng cấp về sau, công năng biến càng mạnh hơn nữa, thiên kiếp thế giới đối với nó hạn chế bị suy yếu rất nhiều. Nhưng mà, tại thiên kiếp trong thế giới mở ra hạch tâm thế giới, còn cần lúc này ở giữa cởi bỏ hạn chế. Muốn ngạnh kháng sao, Tống Thư Hàng ngắm nhìn phía trước hoàn tất màn thiên kiếp đạn đạo. Cái này thật sự ép buộc. Đặc biệt là hắn hiện tại trang bị một kiện không tại, hách toàn bộ mất nét dưới tình huống, thiên kiếp đạn đạo nổ bung, trực tiếp có thể muốn hắn mạng nhỏ. Ngươi né tránh điểm, để ta chặn lại nơi ở có thiên kiếp, hướng ta đến hỏa, Vân Tước Tử phóng khoáng nói. Vân Tước Tử tiên tử ngươi chống đỡ ở sao? Nhịn không được ta nhất định phải chết, Tống Thư Hàng nói. Tin tưởng ta, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi chết ở trước mặt ta. Vân Tước Tử nhiệt huyết nói. Lời này, làm sao luôn cảm giác giống như một bộ phận kịch truyền hình lời kịch. Tống Thư Hàng lui về sau, hết sức lui về phía sau. Oanh! Thiên kiếp đạn đạo dày đặc muốn nổ tung lên. Vân Tước Tử nâng cao ngực lớn, đơn giản chỉ cần dựa vào huyết nhục của mình thân thể chặn tất cả oanh tới đây thiên kiếp. Hơn nữa nỗ lực hấp thu thiên kiếp uy lực, tận lực đem thiên kiếp nổ tung uy lực ước thúc tại bên cạnh của mình phạm vi, bảo hộ bá tống đạo hiếu. Thiên kiếp đạn đạo bị đã ngăn được nhưng còn có một chút thiên kiếp đạn đạo mảnh đạn hướng phía tống thư hàng phóng tới ta biết ngay sẽ là dạng này tống thư hàng thở dài cương thủ kỹ năng bao trùm toàn thân tống thư hàng toàn thân biến như sắt thép tạo thành đen xì như mực bất động kim cương thân nho ra kim cương thân thánh viên long lực thần công tới đây a à, chỉ là một ít mảnh đạn chính diện tới đây a à. bởi vì liền kiện vũ khí đều không có Tống thư hàng chỉ có vung quyền nghinh tiếp thiên kiếp đạn đạo, oanh, coi như là mảnh đạn, nhưng cái đồ chơi này cũng là thiên kiếp làm cho cấu thành một chút tiếp xúc về sau, mảnh đạn hóa thành ngũ hành thiên kiếp lực lượng tại tống thư hàng trên thân bạo tạc, a à, lại là này mầm mống chua thoải mái đau đớn, bất quá ta còn có thể chống đỡ ở tống thư hàng cắn răng nói, hắn không ngừng vung quyền, không ngừng chống cự những mảnh vỡ của thiên kiếp, tại chống cự thiên kiếp trong quá trình liền chính hắn cũng không phát hiện thân thể của mình chi tiết biến hóa bị thiên kiếp nhẹ ra thương thế, tại ngắn ngủn mười mấy hơi bên trong sẽ khôi phục. Đó là một loại đáng sợ tự lành năng lực. Loại này nhục thân khôi phục năng lực còn sẽ tự động dẫn dắt tống thư hàng trong cơ thể, trình lâm tự rũ pháp khiến thương thế khôi phục nhanh hơn gấp mấy lần. Thiên kiếp mảnh vỡ nổ tung uy lực, đem nhục thể của hắn dán trái đen. Nhưng chỉ cần qua hơn 10 hơi thở thời gian, trái đen ngoài ra chóc ra, lộ ra bên trong tân sinh, cường đại hơn nhục thân. Cương thủ, màu đen tỏa sáng. Nho ra kim cương thân, hội tụ càng nhiều nữa chính khí, rèn luyện thân thể. Thánh viên long lực thần công, bắt đầu ở tống thư hàng sau lưng ngưng tụ thứ hai đầu viễn cổ thánh viên hư ảnh. Nhục thể của hắn tại đối kháng thiên kiếp mảnh vỡ trong quá trình, không ngừng củng cố. Không chỉ như vậy, thiên kiếp còn đang ở kích thích trong thân thể của hắn bộ phận. Đệ nhị cây, tiên cốt, sinh trưởng hoàn thành, đâm vào phi kình hư đan. Đối với tu sĩ khác mà nói, đem tiên cốt dẫn dắt đến hư đan là cái rất nguy hiểm quá trình, không nghĩ qua là đan vỡ người chết, cảnh giới vĩnh viễn dừng lại. Đối với Tống thư hàng mà nói nhưng không có cái này phiền não. đạo ý khôi giáp ở thời điểm này bày ra hắn phi phàm diệu dụng. Đâm vào phi kình hư đan thời gian, tiên cốt thoáng cái chuyển hóa làm khôi giáp đạo ý phi kình hư đan phần lưng ngưng tụ ra một khối bọc thép đệ nhị cây tiên cốt thành hình tiếp đó đệ tam cây tiên cốt bắt đầu rục dịch ngóc đầu dậy thời điểm này tống thư hàng rốt cuộc có cảm ứng phọng thiên cảnh giới của hắn bắt đầu đua xe hãm không được rồi hả cảnh giới tăng lên là chuyện tốt nhưng hắn cần tại ngũ phẩm cảnh giới lúc trước đem tam thập tam thú tổ hợp pháp khí chế tạo đi ra hiện tại hắn mới chế tạo một cái nghịch hình vũ sĩ quyền sáo cảnh giới tăng lên quá là nhanh thật phiền não a. À. Chương 1338a, à, lại chơi thoát. Mặc dù có luyện khí tông sư lục tu tiên tử thay hắn chế tạo pháp khí, hơn nữa tiên tử luyện khí tốc độ cũng rất nhanh. Thế nhưng, hắn thăng cấp tốc độ hiện tại tại đua xe. Tiếp tục như vậy nữa, không chờ lục tu tiên tử luyện chế xong 33 tổ hợp pháp khí, hắn cũng đã muốn trùng kích ngũ phẩm cảnh giới, độ kiếp đi. Bởi như vậy, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí liền biến không có chút ý nghĩa nào. Thời điểm này, nếu có một đội lục tu tiên tử thay ta chế tạo pháp khí phải có thật tốt. Tống Thư Hàng thầm nghĩ, ngoại trừ pháp khí luyện chế phương diện bên ngoài, còn có pháp khí chủ tài liệu vẫn là không có thu thập đủ toàn bộ hắn còn kém 9 loại tài liệu. Nếu có thể lại đến một đống tài liệu thêm một đống lục tu tiên tử, liền hoàn mỹ. Tống Thư Hàng trong đầu huyễn tưởng nói. Hiện tại hắn nhất định phải nghĩ một ít chuyện tốt đẹp tâm tình. Bởi vì đang không ngừng bị điện giật phát cháy trong trạng thái, trong đầu huyến tưởng một ít chuyện tốt đẹp tâm tình, có thể giảm bớt đau đớn. Thống khổ chuyển di phương pháp. A a a, lại tới. Cái này là bát phẩm thiên kiếp ảnh hưởng chân chính uy lực. Tống thư hàng lại bị dán cháy đen. Thiên kiếp bên trong, không chỉ có là lôi kiếp lực lượng, còn có hỏa kiếp kim kiếp lực lượng. Càng có thấp giọng đây này lầm bẩm dụ hoặc lấy tu sĩ tâm linh, mở rộng tu sĩ dục vọng, phá hủy tu sĩ đạo tâm. Chờ chút, ta vừa rồi những cái kia tốt đẹp huyễn tưởng không phải bị những thứ này thấp giọng nỉ non ảnh hưởng đi. Tống thư hàng thoáng cái tỉnh táo lại. Bát phẩm huyền thánh kiếp, dù là chỉ là ảnh hưởng một điểm nhỏ mảnh vỡ, cũng không có thể khinh thường. a à, a à, thiếp thân còn có thể chống đỡ ở. Thế nhưng, người rồi lại muốn không chịu nổi. Phía trước, vân tước tử lớn tiếng gọi, Thân thể của nàng đồng dạng bị tạc một mảnh cháy đen, mình đầy thương tích. Nàng là đang cùng mình trong cơ thể, dịch thể kim trúc cầu ý chí đối thoại. Thiên kiếp lực lượng là cửu u lực lượng khắc tinh, đặc biệt là cảm ứng được phân tước tử trong cơ thể che giấu cửu u ý chí về sau, thiên kiếp uy lực biến càng thêm có tính nhắm vào. Mỗi lần thiên kiếp đại bộ phận đều hướng về phía phân tước tử trong cơ thể cửu u ý chí mà đi, trong lúc vô hình giảm bớt phân tước tử thương tổn. Cười lạnh người cho rằng ta dễ dàng như vậy có thể bị thiên kiếp xóa đi. Nếu như không có nguyên bộ chuẩn bị phương án, ta sẽ dễ dàng làm cho mình bộ phận tiến nhập chủ thế giới. Quá ngây thơ rồi, ngươi đợi đấy, ta sẽ tạm thời ẩn núp, giấu ở thân thể ngươi chỗ sâu nhất, như ẩn núp độc xà. Chờ thiên kiếp sau khi kết thúc, ta sẽ lần nữa đi ra, một lần nữa chiếm cứ thân thể của ngươi. Dịch thể kim trúc cầu âm thanh lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, lực lượng của nó thật bắt đầu toàn diện thu liễm đại bộ phận cửu u tà năng trực tiếp theo vân tước tử nhục thân bên trong khuếch tán đi ra ngoài. Cái này bộ phận lực lượng là che giấu tai mắt người dùng. Chân chính tinh hoa bộ phận lực lượng, che giấu đến vân tước tử sâu trong thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Liền vân tước tử bản thân đều cảm ứng không đến cửu u đại lão ý chí che giấu tới nơi nào. Chờ dịch thể kim trúc cầu lực lượng hoàn toàn sau khi biến mất, vân tước tử nhếch miệng lên, lẩm bẩm nói, lệnh người cảm thấy thú vị nghi hoặc người nếu như muốn che giấu lúc một cái ẩn núp trong cơ thể ta độc xà, vậy tại sao tại ẩn núp phía trước, còn muốn cùng ta giải thích một phen? Sợ ta không biết mục đích của ngươi, ngươi tồn tại như vậy, khẳng định không phải kẻ ngu, như vậy chỉ có một khả năng. Ngươi nghĩ một lần nữa chiếm cứ ý thức của ta, điều kiện tiên quyết chính là ta nhất định phải biết rõ trong thân thể có ý chí của ngươi tồn tại, do đó phát động cùng kích hoạt ý chí của ngươi. Ngươi tồn tại như vậy, vẹn vẹn là một cái ý niệm trong đầu cũng sẽ bị lực lượng của ngươi cảm ứng được, làm được điểm này cũng không khó khăn. Hơn nữa, có thể tại thiên kiếp lực lượng xuống triệt để che giấu bản thân, nhất định phải trả giá nhất định được đại giới, rất có thể là tiến nhập một loại trạng thái chết giả bên trong. Mà nghĩ làm thức tỉnh hắn, chính là vân tước tử tại thiên kiếp sau trong đầu nhớ tới liên quan tới hắn tồn tại. Tiếp đó hắn sẽ chủ động thức tỉnh, một lần nữa cướp lấy vân tước tử nhục thân. Cái này là vân tước tử trong lòng suy đoán. Vì vậy, vì phòng ngừa ngươi tỉnh lại, ta nhất định phải mất đi, đoạn này trí nhớ mới được. Hoặc là làm càng triệt để điểm, khiến thiên kiếp đem thân thể của ta hóa thành cho tàn, triệt để biến mất. Ta cũng không tin dạng này ngươi còn có thể chiếm cứ thân thể của ta. Vân tước tử ấn ấn bản thân ngũ nồi, nói khẽ. Trên người nàng trang phục đều tại thiên kiếp bạo tạc xuống biến rách ngước, trên đầu mũ nhỏ rồi lại lông tóc không tổn hao gì, Ba Tống Đạo Hiếu, ta muốn triệt để buông tha cho chống cự rồi vân tước tử xoay người lại, đối với Tống Thư Hàng phất phất tay. Ha ha, Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Ta không muốn sống á, ta muốn đi chết một lần trước. Vân tước tử chân thành nói, vì vậy, ta chết rồi về sau, người muốn tự giải quyết cho tốt nha. Bởi vì thiên kiếp rất có thể sẽ chạy người đi, vì vậy, người tốt nhất chạy xa điểm. Sau khi nói xong, vân tước tử từ không trung rơi xuống, hiện lên, đại, chữ loại hình dựa trên mặt đất, buông tha cho tất cả chống cự. Thậm chí tận lực áp chế bản thân, linh lực hộ thể giải trừ thân thể củng cố pháp thuật. Tống Thư Hàng, nằm thảo. Trong lòng của hắn có trọn vẹn một chi trăm vạn đại quân, vọng thiên thú nghĩ đóng gói đưa cho đáng yêu vân tước tử tiên tử. Độ kiếp độ thật tốt, đột nhiên nói không muốn sống trăng, muốn đi chết rồi. Đây cũng không phải là tìm đường chết có được hay không. Đây là trăm phần trăm tự tìm cái chết tống thư hàng chưa từng gặp qua như vậy không theo lý ra bài tiên tử bởi vì ta không muốn sống á muốn đi chết một lần loại này vô cùng tệ lý do liền trực tiếp buông tha cho chống cự nằm bị thiên kiếp biên cuồng bổ nàng rút cuộc là làm sao sống đến bây giờ hơn nữa còn tu luyện đến thất phẩm tôn giả cảnh giới hay hoặc là nàng là bị thiên kiếp bên trong cái kia thấp giọng đây này lẩm bẩm thanh âm ảnh hưởng đến suy nghĩ quất vân tước từ tiên tử còn sống không phải rất tốt sao Tống Thư Hàng kêu lên. Đừng khuyên ta vô dụng thôi dù sao ta không muốn sống á, người đừng nói nhảm, chạy mau xa một chút. Nói không chừng ta chết rồi về sau, thiên kiếp liền biến mất á, người có thể rời đi thiên kiếp thế giới. Vân Tước Tử ngược lại khuyên nhủ. Oanh oanh oanh. Dày đặc thiên kiếp đạn đạo rơi vào Vân Tước Tử trên thân, đem nàng vị trí sù ra một cái sâu không thấy đáy hố. Hơn nữa còn có càng nhiều nữa thiên kiếp vũ khí đáp xuống, truy kích tới. Cho ta một chút thời gian a, à, ít nhất một lần nữa cho ta vài phút thời gian. Tống thư Hàng Lệ rơi đầy mặt, hắn hạch tâm thế giới, hạn chế còn không có giải trừ. Còn không cách nào tại thiên kiếp trong thế giới mở ra. Hắn chỉ có thể một bên lui về phía sau, vừa hướng Vân Tước Tử truyền âm nhập mật. Gặp lại, Vân Tước Tử ngẹo đầu, nàng lúc này bộ dáng thảm cực kỳ, thế nhưng còn sống. Chủ yếu là quả cầu kim loại lỏng chiếm cứ nàng nhục thân thời gian củng cố qua thân thể của nàng. Tại quả cầu kim loại lỏng nhập vào thân thời gian, tại cửu u lực lượng gia trì xuống, phân tức từ nhục thân cường độ có thể đạt tới trường sinh giả, mức độ. Coi như là đã mất đi cửu u lực lượng gia trì, nàng lúc này nhục thân cũng ở đây cửu phẩm cường độ trở lên. Bát phẩm thiên kiếp, tại chưa đi đến vào thiên kiếp đạn hạt nhân, mức độ xuống, không cách nào đối với nàng tạo thành trí mạng tổn thương. Nhiều nhất đem bề ngoài của nàng dán thảm điểm. Vân Tước Tử tiền bối, đừng như vậy tùy hứng a. Ngẫm lại còn sống hy vọng. Ngẫm lại, đúng rồi, ngẫm lại tam lãng tiền bối a. Ngẫm lại thú vị hắn, ngẫm lại cùng tương lai của hắn a. Tống Thư Hàng tiếp tục một bên lui về phía sau, một bên truyền âm nói, ý đồ khiến Vân Tước Tử một lần nữa tỉnh lại đi. Thiếp thân kỳ thật có bất đắc dĩ nội tình, bá tống đạo hiếu, người không cần phải xen vào thiếp thân. A a a đau quá, thiên kiếp này kình đạo yếu như vậy năm bị oanh đều oanh không chết. Vân tước tử nhíu mày nói, đừng lãng phí năng lượng. Tới đây phát đại b o o o o, -O m đi. Vân tước tử tiền bối, người bây giờ cảnh xuân tiết ra ngoài, ít nhất trước lên thân che đậy một chút ha. Tống thư hàng lại khuyên nhủ. Vân tước tử nhìn về phía tống thư hàng, liếc mắt, theo xuất hiện liền trần trụi bá tống đạo hiếu, người căn bản không có tư cách nói những lời này. Tống thư hàng, thật ghim tâm, tới tới ta cảm giác một chút sóng cho lực lượng thiên kiếp muốn tới. Tốt nhất một hơi để cho ta thịt nát xương tan, cặn bã cũng không lưu lại. Vân tước tử cười hì hì, lại đối với tống thư hàng phất phất tay, thời gian không nhiều lắm, bá tống đạo hữu Nếu như không muốn chờ cuối cùng ta vì ngươi tổ chức tang lễ lời nói, cũng nhanh chút rời đi đi. Nếu như ngươi là chết, chính là thật đã chết rồi. Tống thư hàng nghe vậy, trong lòng khẽ động hắn lập tức nhớ tới, tai nạn cửa quy, trong bụng nhiều như vậy, vân tước tử bộ phận, tới đây. Vân tước tử, bất tử chi thân. Bất tử chi thân cũng chia rất nhiều loại. Cấp thấp bản có làm sao giết đều giết không chết, toàn thân bị vạn mùi tên bắn tiết lộ cũng có thể tiếp tục nhảy về phía trước cái chủng loại kia. Trung cấp bản có bị nổ thành phấn vụn còn có thể phục hồi như cũ, bị đốt thành cho đều có thể theo cho tàn bên trong quay về. Cao cấp bản liền hồn phách đều bị đập thành phấn vụn, thần hình đều diệt về sau, đều có thể theo trong năm tháng đoàn tụ, theo trong dòng sông thời gian trở về. Vân tước tử loại này, chỉ sợ là cao cấp bản. Bởi vì thiên kiếp thế nhưng là có được lấy khiến tu sĩ thần hình đều diệt, theo căn nguyên bên trên bị chém giết lực lượng. Đang khi nói chuyện, trên bầu trời một vòng mới thiên kiếp rơi xuống. Cùng vân tước tử đoán, là một phát đại gia hỏa. Một mai mập mạp đạn đạo rơi xuống, cái kia đầu đạn bên trên còn vẻ một cái dễ làm người khác chú ý đầu lâu tiêu chí. Đạn hạt nhân. Không đúng, hơi thở này không phải thiên kiếp đạn hạt nhân khí tức. Tống thư hàng hạch tâm trong thế giới còn giữ thật nhiều ngày kiếp đạn hạt nhân, hắn nhìn trời kiếp đạn hạt nhân khí tức hiểu rất rõ. Cái này loại đạn đạo rút cuộc là gì đó? b o o o o o m To lớn bạo tạc sau đó, là tươi đẹp màu sắc xương mù phun trào đi ra sương mù lấy kinh khủng vô cùng tốc độ hướng bốn phương tám hướng khuếch trương ra. Độc khí đạn, loại này thiên kiếp có thể hay không có chút yếu. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Bởi vì tu sĩ đối với kịch độc các loại đồ vật, kháng tính tương đối cao. Trong ngắn hạn giết chết tu sĩ, còn là cao uy lực bảo tạc tương đối hữu hiệu đi. Khổ 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 nổ tung trung tâm, phân tước tử lớn tiếng ho khan. Nàng toàn bộ người làn da đều biến thành màu tím. Tựa như nàng lúc bị bị, cửu u tà năng bị nhiễm, về sau biến thành ám tinh linh làn ra một cái bộ dáng. Bất quá lần này, màu tím càng đậm, có chút biến thành màu đen. Đồng thời, vân tước tử trong mắt, trong miệng, trong tai không ngừng có tiên huyết chảy ra. A à, a, à, đánh giá thấp uy lực này, vốn cho là ít nhất có thể chống được thiên kiếp đạn hạt nhân, ta rất muốn kiến thức một chút thiên kiếp bom nguyên tử cùng thiên kiếp bom hydro uy lực. Vân tước tử đại lực ho ra máu không cam lòng cầm lấy mặt đất lại chơi thoát A. À. Nếu như không có thiên kiếp đạn hạt nhân, thân thể của nàng liền không cách nào, thịt nát xương tan liền vô pháp đạt đến mục đích. Vì vậy, lần này nàng đã thất bại. Chơi thoát, vân tước tử có giúp ở mặt đất, bày ra một cái mỹ nhân ngủ tư thế, đình chỉ hô hấp. chương 1339, bất hủ. Không công đã chết một lần. Đây là vân tước tử trước khi chết cuối cùng ý niệm trong đầu, cái này độc khí thật mạnh, Tống Thư Hàng chính nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời dùng khóe mắt liếc qua ngắm nhìn cái này kịch độc khí tức. liền nằm khiến thiên kiếp đạn đạo điên cuồng oanh cũng không có gì đó trọng thương vân tức tử, vừa tiếp xúc với cái này độc khí tựu đình chỉ hô hấp. Cái này kịch độc nếu có thể lấy tới hiện thế, khẳng định rất chua thoải mái. Không đúng, không dùng, thiên kiếp hệ liệt vũ khí một đem đến hiện thế liền mất đi hiệu quả. Tống Thư Hàng lắc đầu. Hơn nữa... Hắn hiện tại không có bất kỳ pháp khí phụ trợ xuống, vừa tiếp xúc với những thứ này xương mù nhất định phải chết. Trước chạy thoát thân quan trọng hơn. Lúc này, tại Vân Tước Tử mất đi khí tức về sau, trong hư không không ngừng tiêu tán khói độc đình chỉ đi xuống. Tất cả khói độc trở về, toàn bộ ngưng tụ đến Vân Tước Tử bên người. Sau một khắc, Tống thư hàng chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, thiên kiếp thế giới biến mất không thấy gì nữa. Vân Tước Tử lại một lần nữa độ kiếp thất bại, thân tử đạo tiêu mà đã mất đi vân tước tử vị này chủ thể về sau thiên kiếp thế giới tiêu tán tống thư hàng theo bên trong rất đi ra cùng một thời gian hắn hạch tâm thế giới giải trừ hạn chế đem tống thư hàng thân thể tiếp trở về hạch tâm thế giới tống thư hàng xuất hiện ở hạch tâm thế giới đao kiếm phong vị trí nhẹ nhàng thở ra sống sót nhưng mà vân tước tử tiền bối không biết lúc nào mới có thể phục sinh tại trở về hạch tâm thế giới sau trước tiên Tống Thư Hàng ý niệm khẽ động, theo Hạch Tâm trong thế giới dẫn theo một kiện quần áo trở về. Hắn đem bản thân tất cả sinh hoạt đồ dùng đều tồn trữ tại Hạch Tâm thế giới cùng thủ xuyên pháp khí bên trong. May mắn như vậy, còn có thể có bộ y phục có thể xuyên qua. Khá tốt, khá tốt, cảnh giới tuy rằng đua xe, nhưng còn chỉ lên tới đệ tam cây tiên cốt. Căn này tiên cốt còn kém một chút thành hình, khoảng cách 9 căn tiên cốt còn có chút khoảng cách. Tống Thư Hàng cảm ứng một chút bản thân cảnh giới kế tiếp hắn muốn thật tốt khống chế tu vi của mình cảnh giới đặc biệt phải chú ý không muốn ăn bậy thuốc ngộ nhỡ lại đột nhiên cảnh giới đua xe sẽ không tốt ít nhất tại lục tu tiên tử hoàn thành tam thập tam thú tổ hợp pháp khí phía trước hắn muốn khống chế được bản thân nếu quả thật nếu vẫn không được có lẽ hắn có thể cân nhắc một chút truyền công cuồng thiên nhai từ đạo trưởng sáo lộ thời khắc mấu chốt truyền thụ vài năm công lực kế tiếp trước cùng bạch tiền bối bọn hắn dưới báo cáo hiện trạng đi muốn trở về bản thân bản thể, đầu tiên cần phải làm là ngủ đã chết. Tống Thư Hàng ngay tại chỗ gục xuống, nhắm mắt minh tưởng. Chân ngã minh tưởng pháp vận hành. Tống Thư Hàng phát hiện mình, chân ngã, lại đã xảy ra cải biến. Lúc này chân ngã như trước ở chân, lộ ra một thân như đá cẩm thạch loại rắn chắc cơ bắp, toàn thân tản ra công đức ánh sáng, trên đầu gối để đó một quyển địa tàng độ hồn kinh. Tiếp đó, thực đầu của ta bên trên mọc ra một đầu tú lệ màu lam tóc dài đồng thời, trên đầu còn đeo một cái bình thiên quan. Mà tại hắn tọa hạ, còn có một chỉ manh bản, mập cá voi, tọa kỵ. Đây là cỡ nào quỷ dị phong cách vẽ. Chờ ngũ phẩm về sau, ta nhất định phải đem, chân ngã, quỷ dị phong cách vẽ bóp méo trở về. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Đồng thời, hắn ý thức trầm xuống, chủ động tiến nhập cùng loại giấc ngủ trạng thái. Ước chừng mười mấy hơi thở sau. Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy nhãn tình sáng lên, sau một khắc hắn đã xuất hiện ở một không gian khác bên trong. Thành công. A thập lục, Bạch Tiền Bối, Vũ Nhu Tử, ta trở về." Tống thư hàng mở to mắt, vui vẻ nói. Nhưng nói được một nửa, Tống thư hàng thanh âm liền tạm ngừng. Ở trước mặt hắn, huyền nữ Môn Vân Tước Tử đưa tay đem bản thân thật dài tóc xanh hướng về phía sau ném đi. Nàng đang mặc bó sát người y phục chiến đấu, trên đầu lộ ra cái kia đỉnh màu trắng mũ quả dưa đã đẹp trai lại mê người a à, bá tống đạo hiếu chúng ta lại gặp mặt vân tước tử nói tống thư hàng gặp lấy thiếp thân ngoài ý muốn không kinh hỷ không huyền nữ môn vân tước tử hỏi tống thư hàng xin hỏi tiên tử nơi này là nơi nào còn có thể là nơi nào a à, đương nhiên là huyền thánh kiếp thiên kiếp thế giới vân tước tử đáp tống thư hàng dùng sức bắt đầu trùy lên mặt đất thật là muốn khóc lại tới nữa vậy mà lại tới nữa. Vân tước tử tiền bối trong thời gian ngắn như vậy liền hoàn thành phục sinh. Đúng rồi, ta có kiện đồ vật đưa ngươi, huyền nữ môn vân tước tử nói. Nói qua, nàng đưa tay hướng bản thân mắt trái móc đi. Nho ra thánh nhân chi nhãn bị một lần nữa khấu trừ đi ra. Vân tước tử đem tròng mắt sao cho tống thư hàng, đến, đưa cho ngươi. Kế tiếp, ta muốn lại một lần nữa khiêu chiến thiên kiếp. Lần này, ta nhất định phải tại thiên kiếp bom hydro xuống thịt nát xương tan. Vì vậy, cái này con mắt giao cho ngươi rồi. Tống Thư Hàng run rẩy tiếp nhận cái này con mắt, còn, còn muốn tới đây. Đương nhiên, lần này ta hấp thụ phía trước kinh nghiệm, đã làm xong đầy đủ chuẩn bị. Lần này ta muốn trước chống được, thiên kiếp khí đạn lại buông tha cho chống cự chết mất. Vân Tước Tử hạc hạc cười nói. Tống Thư Hàng tiếp nhận, nho ra thánh nhân, lường ai người đó mang thai chi nhãn về sau, không nói hai lời, nhanh chóng hướng xa xa chạy tới. Vân Tước Tử là bất tử chi thân, nhưng hắn không phải. Hắn lần này nhất định phải rất xa rời đi thiên kiếp phạm vi, miễn cho lại bị thiên kiếp lực lượng thối thể cảnh giới đua xe. Hắn 33 tổ hợp pháp khí mộng vừa mới bắt đầu, mới không cần dễ dàng như vậy chấm dứt. Ta nhất định phải hoàn thành 33 tổ hợp pháp khí. Tống thư hàng trong lòng ý niệm trong đầu trước đó chưa từng có kiên định. Oanh 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 cùng bên trên một lớp Huyền Thánh Kiếp bắt đầu về sau vốn là khai vị đại sóng lôi kiếp bắt đầu khiến độ kiếp tu sĩ nóng người chạy như điên bên trong Tống Thư Hàng bị lôi kiếp vô tình đánh chúng toàn thân run lên run rẩy a a a Tống Thư Hàng kêu thảm thân thể bị lôi kiếp kích thích về sau thừa nhận bát phẩm thiên kiếp ảnh hưởng kích thích bắt đầu trở nên mạnh mẽ hơn nữa Tống Thư Hàng khí hải trong đan điền cái kia lười biếng vì kình ngư đan vậy mà có thể thoáng hấp thu một chút thiên kiếp bên trong lôi kiếp lực lượng. Đồng thời, Tống Thư Hàng thân thể bản năng kích hoạt, cương thủ, Tống Thư Hàng, cương thủ, kỹ năng tại lần trước bị diệt phượng công tử, hóa lỏng, về sau, triệt để biến dị. Cái này, cương thủ, biến thành, cương thân. Đen kịt kim loại chủng loại bao bọc hắn cả người, khiến hắn biến giống như người kim loại đẹp trai, chính là màu đen một chút. Nho ra kim cương thân, hiển hiện, hiện. Từng viên chính khí thối thân thiên, phù văn tại hắn thân thể bên cạnh xoay tròn lấy, rơi ở trên người hắn, củng cố nhục thân. Đồng thời còn có thánh viên long lực thần công, tại hắn sau lưng thứ hai chỉ, thánh viên hư ảnh rốt cuộc thành hình. Cái này chỉ thánh viên là hắn dựa vào bản thân nhục thân cường độ ngưng tụ ra tới đây, so với bạch tiền bối đưa hắn thánh viên hư ảnh muốn nhỏ hơn. Một lớn một nhỏ hai cái thánh viên hư ảnh ngồi xổm tống thư hàng sau lưng, rất có kỷ luật, xếp thành thẳng tắp ba loại thối thể công pháp đồng thời thăng cấp về sau thôi hóa tống thư hàng trong cơ thể tiên cốt đệ tam cây tiên cốt sốt cuộc thành hình tiên cốt một đầu đâm vào đến phì kình hư đan bên trong sau đó tại phì kình hư đan phần đuôi hình thành bọc thép tống thư hàng cảnh giới quả thực hiện lên nhảy thức bộc phát thoáng cái liền từ tứ phẩm đệ nhất tiên cốt nhảy đến tứ phẩm đệ tam tiên cốt hơn nữa cái này quá trình tấn cấp còn đang ở kéo dài không muốn a à, mau dừng lại ngay Tống Thư Hàng kêu lên, ta tam thập tam thú tổ hợp thần khí liền kiện thứ hai đều không có hoàn thành, ít nhất một lần nữa cho ta chút thời gian A. Nhưng vô tình thiên kiếp tiếp tục điên cuồng hướng hắn bổ tới. A A A Tống Thư Hàng tiếp tục đối với chống đỡ thiên kiếp ảnh hưởng, bị đánh toàn thân run rẩy. Đúng rồi, bá Tống Đạo hữu lúc này, xa xa vân tước tử thanh âm truyền tới. Tống Thư Hàng, vân tước tử lúc này đang tại toàn lực đối kháng thiên kiếp nàng quyết định muốn chống được thiên kiếp bom hydro cái kia một lớp. Tại trong tay nàng, đủ loại thượng cổ bí pháp thi triển đi ra, làm cho người ta hoa mắt. Một lát thiên kiếp bom hydro đi xuống, người khả năng sẽ phải chịu luyện lụy, ta chỗ này có một mai đan dược cho người ăn vào, hy vọng có thể cho người tại thiên kiếp bom hydro bên trong nhiều chống đỡ một lát. Viên đan dược kia rất cho lực lượng, là ta độc môn bí phương. Dưới tình huống bình thường cho người ăn vào xuống dưới, cam đoan cảnh giới của ngươi có thể, siêu 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 tháo chạy mấy cái tiểu cảnh giới. Hiện tại ít nhất có thể làm cho ngươi tự lành tốc độ tăng lên, hy vọng ngươi có thể chống đỡ xuống dưới. Vân tước tử truyền âm nhập mật nói. A, a a ta không muốn, đóng ngoặc đơn, tống thư hàng lớn tiếng kêu lên. Nhưng ngay tại hắn há hốc mồm kêu thảm trong quá trình, một mai đan dược bị bắn vào đến trong miệng của hắn, vào miệng liền tan. Mát lạnh nước thuốc trượt vào tống thư hàng yết hầu, tiến nhập hắn trong dạ dày, rất nhanh bị hắn hấp thu. Dược lực phát động, nước thuốc bên trong ẩn chứa đối với Tống Thư Hàng mà nói rất khổng lồ linh lực. Những linh lực này cọ rửa Tống Thư Hàng nhục thân, chữa trị trong cơ thể hắn bởi vì thiên kiếp mà bị thương thế, đồng thời còn có thể cao hơn mức độ rèn luyện nhục thể của hắn, bài xuất trong cơ thể hiện giai đoạn tạp chất. Càng nhiều nữa dược lực trực tiếp tiến nhập Tống Thư Hàng trong đan điền. Mập cá voi hư mập không chút khách khí há mồm, đem những dược này lực lượng nuốt vào trong bụng. Không cần cảm ơn ta, dù sao cũng là bởi vì nguyên nhân của ta đem người cuốn vào đến thiên kiếp bên trong. Huyền nữ môn vân tước tử thanh âm lần nữa truyền đến. Tống thư hàng cảm động muốn khóc, thật muốn khóc. Hắn nguyên bản ngay tại đua xe cảnh giới, hiện tại lại lửa cháy đổ thêm dầu, hơn nữa là đua xe chuyên dụng dầu. Huyền nữ môn vân tước tử tiền bối ở lúc mấu chốt là tống thư hàng đưa lên một kích chí mạng. Oanh oanh oanh, lúc này, thiên kiếp chuyển đổi đã thành hiện đại hóa hình thức. Lần này không có xuất hiện thiên kiếp đạn đạo, mà là từng dãy kỳ quái mắt kính loại hình vũ khí theo thiên kiếp chi hải bên trong hiển hiện. Thiên kiếp đại lão lại thay mới trang bị. Tống thư hàng giác quan thứ 6 cảm thấy cực độ nguy hiểm, hắn bay nhanh hướng xa xa chạy như điên, sử dụng ra suốt đời tốc độ nhanh nhất. Thiên kiếp chi hải bên trong, những thứ này mắt kính loại hình vũ khí tập trung huyền nữ môn vân tức tử, sau một khắc, hơn 10 vạn đạo tia sáng trói mắt lập lòe dựng lên. Số lượng nhiều thời gian sẽ sinh ra một loại đẹp đẽ. Nhiều thì đẹp đẽ, đẹp đẽ thì lãng mạn. Huyền nữ môn vân tước tử bị chính diện đánh trúng. Chính là cái này, cái này cho lực lượng. Huyền nữ môn vân tước tử tại bị đánh trúng trong nháy mắt, giải trừ bản thân võ trang cùng phòng ngự. Nàng buông tha cho hết thảy chống cự, bị 10 vạn đạo trói mắt pháo laser đánh trúng. Huyền nữ môn vân tước tử khí tức tiêu tán, thân thể của nàng bị 10 vạn cực quang bắn thành phấn vụn. Cuối cùng, tại đây nát bấy trong thân thể lộ ra một đoạn nhỏ xương cốt. Trong hư không, hơn 10 vạn đạo pháo laser tiếp tục nổ súng, tập trung cái kia một đoạn nhỏ xương cốt. Tống thư hàng tại chạy như điên trong quá trình, quay đầu hướng về phía sau nhìn lại, sau đó liền thấy được cái này làm cho người ta không dám tin hình ảnh. Hơn 10 vạn pháo laser không ngừng oanh tại nho nhỏ xương cốt bên trên, nhưng những thứ này pháo ánh sáng, nhưng không cách nào cho cái này xương cốt mang đến một tia tổn thương. Bất hủ, Tống Thư Hàng trong đầu đột nhiên hiển hiện như vậy một cái từ tới đây. chương 1340, cái này nhất định là lục tu giả. Tống Thư Hàng chỗ cảnh giới cấp độ, khoảng cách bất hủ còn rất xa xôi. Hắn cũng chưa từng thấy qua chân chính, bất hủ, hẳn là bộ dáng thế nào, liên quan tới, bất hủ, hết thảy đều chỉ có thể não bổ, nhưng ở chứng kiến cái này đoạn nhỏ xương cốt thời điểm, trong đầu hắn liền không tự chủ được hiển hiện, bất hủ cái này khái niệm. Chư thiên vạn giới, không phải chỉ có thiên đạo bất hủ sao? Vân tước tử tiên tử trong cơ thể cái cục xương này tính có ý tứ gì? Tống thư hàng trong lòng nghi hoặc, cái này là vân tước tử tiên tử không chết căn nguyên sao? Ba 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 ba, lôi hải bên trong, vô số pháo laser kéo dài không ngừng oanh ở đằng kia đoạn xương cốt nhỏ bên trên xương cốt rồi lại dường như tại bò tắm, không có mảy may tổn thương, ngược lại biến càng thêm bóng loáng phát sáng. Thiên kiếp lại oanh hơn 10 giây sau, mới dừng lại. Toàn thân bị oanh chỉ để lại một khối xương cốt phân tước tử tiên tử, hiển nhiên bị thiên kiếp cho rằng là chết tiên tử một cái. Thiên kiếp chấm dứt, thiên kiếp thế giới bắt đầu biến mất. Tống thư hàng nhẹ nhàng thở ra cuối cùng kết thúc hắn tại vân tước tử thiên kiếp trong thế giới hai tiến hai ra, đồng thời một hơi tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. Lại ở lại lời nói, nói không chừng trực tiếp sẽ đem chín căn tiên cốt ngưng tụ song thành. Thiên kiếp thế giới băng diệt, biến mất. Tống thư hàng thân hình lần nữa bị đem tặng thiên kiếp thế giới. Nhưng mà, ngay tại thân hình của hắn sắp biến mất phía trước nháy mắt, hư không lôi hải bên trong đột nhiên có một thanh trường mâu ngưng tụ, ném hướng tống thư hàng. Tống Thư Hàng căn bản tới đây không kịp né tránh. Trường mâu bay vụt mà đến, ghim trúng phần eo của hắn, đưa hắn sườn bên cạnh đâm cái xuyên qua. Eo của ta, Tống Thư Hàng kêu thảm một tiếng. Đánh người không đánh mặt, chọc người không chọc eo. Tống Thư Hàng cũng đặc biệt chú ý bảo hộ lấy phần eo của mình, cẩn thận phòng bị. Nhưng lúc này đây, thân hình hắn ở vào nhúc nhích không được mức độ, thận thoáng cái bị ghim xuyên qua. Tống Thư Hàng ý thức một hồi hoảng hốt. Ra hạch tâm thế giới về sau, hạch tâm thế giới trước tiên đưa hắn tiếp thu đi vào, đưa hắn chuyển rời đến hoạt viền bên cạnh. Hoạt viền tràn vào tống thư hàng miệng vết thương, khôi phục bên hông hắn thương thế. Tống thư hàng tiên huyết chảy đầy đất. Ngươi làm sao vậy? Sở các chủ cao mày hỏi. Bị thiên kiếp ám toán, được cái một kích cuối cùng thiên kiếp không có sử dụng bát phẩm trở lên uy lực, nếu không một kích ta liền nổ. Tống thư hàng đau đấy nha. Có thể là hắn cái này đầu cái đuôi nhỏ hai lần đi theo, vân thức tử tiên tử, sau lưng tiến nhập thiên kiếp thế giới, bị thiên kiếp thế giới nhớ kỹ, cuối cùng thưởng hắn một phát. Eo bụng ở giữa thương thế một chút khôi phục, phối hợp thêm trình lâm tự dũ pháp cùng vân thức tử cho ăn hắn ăn vào viên thuốc đó, liền bị ghim xuyên qua thận cũng khôi phục lại. Này là, bá tống huyền thánh dự phòng nhục thân, tự lành năng lực so với bản thể muốn cường hãn rất nhiều. Khá tốt, thận lớn lên đã trở về nếu không trở thành độc thận nam nhân, sẽ rất tổn thương. Tống Thư Hàng nói, lần này theo thiên kiếp trong thế giới đi ra về sau, ngoại trừ sức mạnh lại thăng một cấp, các loại thối thể công pháp đều cường hóa một cái cảnh giới bên ngoài, Tống Thư Hàng ẩn ẩn cảm giác mình, phạm vi hoạt động, biến càng lớn điểm. Này là, bá Tống Huyền Thánh dự phòng nhục thân, ngay từ đầu có cái rất rõ ràng phạm vi hoạt động, một khi rời đi, đao kiếm phong, 1.000 mét phạm vi trái phải, sẽ cưỡng chế mất đi ý thức. Tống Thư Hàng hoài nghi là theo cái kia một đống vân tước tử bộ phận thân thể có quan hệ. Phục sinh pháp khí là bị vân tước tử bộ phận thân thể khí tức ảnh hưởng, mới bị sớm kích hoạt. Vì vậy nhục thân chịu ảnh hưởng, hành động phạm vi bị hạn chế cũng có thể lý giải. Mà bây giờ, hắn ngốc ở, hoạt tuyền, vị trí, khoảng cách vượt xa nghìn mét, vẫn còn không có ngất. Sở các chủ đầu trong nước linh hoạt du động, bơi tới, hoạt tuyền, địa điểm lối ra. Diệp Tư có khỏe không? Nàng hỏi. Tống Thư Hàng trả lời, Diệp Tư nàng rất tốt, đang tại tiếp nhận mẹ của nàng truyền thừa, ở vào bế quan trạng thái. Ồ, sở các chủ ngươi còn nhớ rõ ta. Hắn bản thể bị giam, thiên đạo phòng tối tại người sở hữu trong trí nhớ đều biến thành, nhỏ trong suốt hẳn là không cách nào bị người đoán được mới phải. Nhưng sở các chủ tựa hồ còn có thể nhớ kỹ hắn. Ta nhớ được ngươi rất kỳ quái. Sở các chủ hỏi ngược lại, Tống thư hàng suy nghĩ một chút, có lẽ là bởi vì ta, hạch tâm thế giới công lao. Sở các chủ một mặt nghi hoặc. Chuyện là như vậy, ta bản thể hiện tại bị giam tại Thiên đạo phòng tối, bên trong dẫn đến tất cả mọi người quên mất sự hiện hữu của ta. Tống thư hàng hướng sở các chủ giới thiệu một chút hôm nay phát sinh sự tình. Thì ra là thế, sở các chủ lên tiếng, nàng lại hỏi, người mấy ngày nay đang bận gì đó? Ta xem cảnh giới của ngươi vẫn còn tứ phẩm cảnh giới. Tại sao lại cùng Thiên Kiếp nhắc lên quan hệ? Tự chính mình vẫn là là không hiểu ra sao, không hiểu thấu đã bị cuốn vào một vị tiền bối Thiên Kiếp bên trong. Hiện tại cảnh giới ngăn không được đua xe, ta đã nhanh hỏng mất. Tống thư hàng yếu ớt thở dài. Sở các chủ, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua xong có người trang bức diễn kịch giống như Tống thư hàng dạng này tươi mát thoát tục, như vậy cảnh giới tăng vào thật là thảm sự tình. Ta còn muốn tại tấn chức ngũ phẩm cảnh giới phía trước đem tam thập tam thú tổ hợp pháp khí luyện chế thành công nhưng hiện tại tài liệu của ta còn kém chín loại hơn nữa đại bộ phận tài liệu còn đang ở bản thể chỗ đó không có biện pháp chuyển di đi ra đáng tiếc vốn đang chuẩn bị nghĩ biện pháp chuyển đổi một chút lấy vật đổi vật đem thừa lại chín loại bát phẩm tài liệu toàn bộ thu thập đủ toàn bộ tống thư hàng buồn giàu nói sở các chủ tiểu tử này tam thập tam thú tổ hợp pháp khí chủ tài liệu toàn bộ định dùng bát phẩm tài liệu hơn nữa chỉ kém 9 loại rồi hả? Tiểu tử này là hướng ta khoe khoang tới đi. Nếu như có thể một hơi đạt được 9 loại bát phẩm tài liệu, lại thêm một đội lục tu tiên tử đánh cho ta tạo pháp khí liền bổng. Tống Thư Hàng cười hắc hắc nói. Đã ra thiên kiếp thế giới, hắn cũng có thể não bổ xuống tốt đẹp huyễn tưởng. Đang khi nói chuyện, một thanh âm tại Tống Thư Hàng vang lên bên tai A, à, Thư Hàng. Theo thiên đạo phòng tối bên trong đi ra, người ở lời nói vừa vặn, người cái kia hai vị bằng hữu tổn thương đã khôi phục ta hiện tại đưa bọn họ chuyển rời đến người hạch tâm thế giới bằng hữu tống thư hàng nghi hoặc hỏi lúc này đột nhiên có hai đạo thân ảnh theo không mà đáp xuống a a a nói đùa gì vậy vừa ra tới liền chơi nhảy cầu tứ tu bạch chủ sư tử lớn tiếng kêu thảm thất tu tôn giả hiện tại hẳn là xưng là là thất tu thánh quân tiền bối chúng ta cấm chế trên người còn không có cởi bỏ a à. Ít nhất trước đêm chúng ta cấm chế mở ra có được hay không? Muốn đập vỡ, Thất Tu nhanh ngẫm lại biện pháp, Tứ Tu kêu lên. Thất Tu Thánh Quân điên cuồng thúc dục trên người mình tất cả bí pháp, nhưng không có một cái có thể thi triển đi ra. Chân thực ảo giác cổ mộ thế giới, Thất Tu Thánh Quân cuối cùng thúc dục thất phẩm tôn giả đại biểu năng lực chân thực ảo giác. Lần này rốt cuộc mở ra thành công. Tại hắn cùng Tứ Tu trước khi rơi xuống đất, cổ mộ thế giới thành công triển khai, đưa hắn Tứ Tu cùng với Tống thư hàng bao phủ trong đó. Tống thư hàng cũng bị cuốn vào đến trong cổ mộ. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền rất bể, Tứ Tu nhẹ nhàng thở ra. Thất Tu Thánh quân sửa sang lại xuống bản thân dung nhan, tiếp đó nhìn về phía sau lưng, ồ. Thư hàng tiểu hữu, ngươi làm sao tại ta cổ mộ thế giới bên trong? Các ngươi đến rơi xuống vị trí là của ta nhà. Tiếp đó ta đã bị thất tu tiền bối cuốn vào được. Tống thư hàng đáp: Thất tu Thánh quân, ha 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 ha, đúng rồi, Lục tu có khỏe không? Hắn vừa nói Lục tu thời gian, Cổ Ngộ trong thế giới liền nhận được chỉ lệnh. Trong hư không, đột nhiên xuất hiện 10 cái tóc vàng đại mỹ nhân. Những thứ này tóc vàng đại mỹ nhân tất cả đều ăn mặc màu xanh nhạt váy dài, ở trên thêu lên hồ điệp đồ án. Mái tóc dài của các nàng cũng như hoàng kim tạo thành tơ vàng, tản ra mắt sáng sáng bóng. Rất nhiều tóc vàng mỹ nhân tại trong hư không bay tới bay lui rất đúng đẹp mắt. Một đống lớn lục tu tiên tử, tống thư hàng lệ rơi đầy mặt đây không phải mộng, không phải là mộng, nhưng cùng chứng. Những thứ này lục tu tiên tử chỉ là thất tu thánh quân, chân thực ảo cảnh, bộ hiện hóa đi ra, biết một chút cơ sở đồ vật, nhưng các nàng nhưng không cách nào thay tống thư hàng chế tạo pháp khí. Dạng này lục tu tiên tử dù là tạo thành đại quân cũng không có dùng. Thư hàng người kích động như vậy làm gì vậy? Thất tu thánh quân nghi ngờ nói. Vì cái gì Tống Thư Hàng chứng kiến một đại đội lục tu, so với hắn còn muốn kích động. Hắn cùng lục tu hai bên là lưỡng tình tương duyệt hai bên yêu nhau. Tống Thư Hàng là muốn làm gì đó. Không có chuyện gì, lại nói tiếp đều là nước mắt. Đúng rồi, lục tu tiên tử tại ta hạch tâm thế giới, đông điện, bên trong, đang rèn pháp khí. Tống Thư Hàng giải thích nói. Gì đó, người mời lục tu chế tạo pháp khí. Ha 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 tứ tu bạch ngọc sư tử dùng ánh mắt thương hại nhìn qua tống thư hàng. Lục tu tiên tử là huyền trọng phái một hệ, là tu chân giới thượng của luyện khí đại tông, luyện bảo kỹ thuật tuyệt đối là đỉnh cấp. Chính là cái này môn phái người ưa thích ghim người tâm, còn ưa thích ghim hộ khách tâm. Đại truy cộng 100, tiểu truy cộng 50, soát bình số liệu phiêu thượng là cá nhân đều ghim tâm. Thất tu thánh quân đồng dạng vỗ vỗ tống thư hàng, yên tâm, ta sẽ cùng lục tu thật tốt nói chuyện, người không cần quá ghim tâm. Ha ha, hạc hạc. Tống thư hàng ngại ngùng gượng cười. Có thể mang ta đi nhìn xem lục tu sao? Thất tu thánh quân hỏi. Tống thư hàng nhẹ gật đầu. Không có vấn đề. Thất tu tiền bối thu, chân thực ảo giác ta mang bọn ngươi đi tìm lục tu tiên tử. Cổ mộ thế giới giải trừ. Thất tu thánh quân cùng tứ tu cùng với tống thư hàng xuất hiện ở hoạt thuyền bên cạnh. Sở các chủ rồi lại biến mất không thấy gì nữa nàng không muốn làm cho người khác đã gặp nàng chỉ còn cái đầu lâu bộ dáng khả năng lặn xuống đáy nước tống thư hàng ý niệm khẽ động mang theo thất tu thánh quân cùng tứ tu chuyển rời đến đông điện bên trong trong phòng rèn lục tu tiên tử đổ mồ hôi đầm đìa màu xanh nhạt phái dài đều bị ướt đẫm mồ hôi nàng đại trùy tiểu trùy tề động mỗi một búa đều hợp lại bên trên khí lực vô cùng tận nghiệp tứ tu tiểu trùy rơi đập thất tu đại trùy rơi đập tống thư hàng đại trùy tiểu trùy đồng loạt rơi đập cách thật xa, tống thư hàng, tứ tu cùng thất tu đều có thể cảm ứng được lục tu tiên tử tràn đầy động lực. Đây không phải là khoa học. Tứ tu cùng thất tu không dám tin. Cái này nhất định không phải lục tu, luyện bảo không ghim lòng người không phải huyền trọng phái đệ tử, cái này nhất định là lục tu giả. Mà cùng một thời gian, hoạt tuyển chỗ, sở các chủ theo nước suối dưới đáy chui ra. Nàng nhìn qua hoạt tuyền bên trong bị tống thư hàng tiên huyết nhuộm đỏ bộ phận, thở dài. Nhưng mà một lát sau, nàng đột nhiên trong lòng khẽ động, thời gian thành. Nàng cảm giác được thời gian thành đang ở phụ cận, ở vào có thể cảm ứng được phạm vi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khế tập 101.